Like. Chào cả nhà. Bơ vơ. Chào cả nhà ơi, xuất hiện đi nào. Cả nhà mình vào đi nha, để ngày hôm nay chúng ta sẽ có sẽ nhận những tip ice. Lấy chị cái hộp nè. Có những cái tip ai trị giá tới 1,2 triệu lận là sẽ tặng cho những người nào trả lời đúng câu hỏi của Nhật Kim Anh nha. Chào Bánh Hạ, chào Ngọc Linh Đỗ, chào Đinh Kim Tuyền, chào cả nhà mình nha. 1,200 người rồi, chúng ta lên khoảng chừng 50,000 chúng ta bắt đầu chơi trò chơi nha. Và khi các bạn like và các bạn trả lời đúng câu hỏi đó thì cũng giống như cái chương trình từ trước tới giờ, mình cũng giống như lần trước Kim Anh live stream chung với lại Lê Dương Bảo Lâm á, các bạn trả lời câu hỏi của Kim Anh thì các bạn phải để cái số điện thoại của các bạn kế bên, và sau đó thì các bạn phải share về tường của các bạn nữa thì các bạn mới trúng cái tip ai này nha. Ngày hôm nay không có quảng cáo về mỹ phẩm đâu, ngày hôm nay cho mọi người chơi chơi trò chơi để mà mình trúng thưởng thôi. Và ngày hôm nay Kim Anh live stream cùng với lại Mr. T, một tràng pháo tay nào. Ngày hôm nay hai chị em sẽ live và chơi trò chơi trúng thưởng. Và trúng thưởng đó là sau khi mà các bạn trả lời câu hỏi của Nhật Kim Anh xong thì các bạn nhớ là để cái số điện thoại của các bạn bên cạnh nha, để mà bên công ty, bên nhân viên công ty sẽ gọi điện thoại cho các bạn và sau đó sẽ tặng gửi cái tip ice này cho các bạn. Và nhớ là phải share livestream này của Nhật Kim Anh nha. Sau khi mà kiểm tra thấy share livestream rồi sẽ tặng tip ai trị giá 1,2 triệu nha cả nhà. Cả nhà vào đi, vào share đi cả nhà ơi. Bây giờ 5,000 người thì Kim Anh bắt đầu đố nha. Cái tip ice này của mình đó là nó sẽ chống nhăn và chống thâm cái vùng mắt này của mình, tại vì phụ nữ của mình á rất là dễ mau già, và cái phần mà nó tố cáo tố giác cái tuổi già mình nhiều nhất đó là cái vùng mắt này. Vì vậy cho nên là khi mà các bạn trả lời đúng câu hỏi của Nhật Kim Anh thì Kim Anh sẽ tặng cái tip ai là giá trị của tip ai là 1,2 triệu nha cả nhà nha. Rồi bây giờ chúng ta đã được 5,000 người thì bây giờ nhớ Kim Anh nhắc lại thể lệ cuộc chơi của mình nè, là sau khi mà các bạn trả lời đúng câu hỏi của Nhật Kim Anh, nhớ nha là cả nhà trả lời câu hỏi và nhớ ghi cái số điện thoại bên cạnh, và sau đó thì phải share cái live stream của mình, nhớ là phải share live stream này nha. Sau khi share live stream này rồi á, Kim Anh, nhân viên của Kim Anh sẽ kiểm tra, nếu mà các bạn đã share rồi và các bạn trả lời đúng câu hỏi của Kim Anh thì các bạn sẽ được tặng cái tip ai này nha, gửi tới tận nhà luôn, gửi tới tận nhà luôn, gửi tới tận nhà cho các bạn luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nha. Mau share livestream đi nè, biết đâu được mình sẽ là người được hưởng tip eyes này, chống nhăn chống thâm vùng mắt, là trị giá 1,2 triệu nha cả nhà. Rồi ok, câu hỏi đầu tiên dành tặng cho cả nhà mình: trong bài hát nào của Nhật Kim Anh có tên, nghe tên thôi là đã cảm thấy lạnh rồi, cả nhà mình trả lời nhanh đi nào. Đó, bài hát nào nha, bài hát nào mà nghe tên là đã cảm thấy lạnh luôn rồi đó. Bài hát nào, nhanh lên các bạn ơi, nhanh lên các bạn nhanh ơi. Lên nào, nhanh lên, hệ nhưng thống mà... chơi được không chế ơi. Nguyễn An, hệ thống là cái gì vậy bạn? Hệ thống chơi là sao? Vũ Liên ơi, Viên Lương ơi, em để số điện thoại, em phải để, bạn để số điện thoại, bạn phải để cái câu trả lời và sau đó mới để số điện thoại nha. Nào, mọi người vào đi nào. Mưa lạnh, sai. Mưa lạnh không phải, nghe cái tên bài hát là cảm thấy lạnh chứ không phải là mưa lạnh thì mình lạnh nha. Mà album đầu tay nha chứ không phải là. Nào, nè nhắc lại câu hỏi nè, nhắc lại câu hỏi của Kim Anh nè, trong bài hát nào của Kim Anh nghe tên là thấy lạnh mà trong album đầu tiên. Đoạn đường vắng mà cảm thấy lạnh gì trời. Đoạn đường vắng sao lạnh được, chưa đúng nha Nguyễn An. Nè, mưa lạnh sai luôn rồi Khánh Hà ơi, không phải. Mưa lạnh sai. Nghe là phải thấy lạnh rồi, chứ còn cái này là mưa lạnh là không đúng, sai.
Thúy Hằng ơi, em phải share livestream và sau đó trả lời câu hỏi và ghi cái số điện thoại của mình để được nhận cái tip ice này nha, trị giá 1.2 triệu lận nha cả nhà. Cả nhà nào, share, nào share cái livestream này nha. Mưa lạnh sai rồi, mưa lạnh là không đúng. Mưa lạnh sai rồi. Huỳnh Ngọc mưa đã cặn. Kim Anh đã nói là album đầu tiên chứ không phải là mấy album mới đây nha cả nhà. Cả nhà ơi, đọc lại nè. Trong bài hát nào của Kim Anh nghe tới tên là đã thấy lạnh, nhưng mà trong album đầu tiên nha. 13.000 người đang coi livestream này, nhớ là share livestream để mình được nha. Lâu Đài Cát sai rồi Thế Hằng ơi, không phải Lâu Đài Cát. Sai rồi. Trời ơi, bởi vậy đâu có phải dễ mà lấy được cái tip ai đâu, phải không? Đó, cái này cũng là một phần để coi là khán giả của Nhật Kim Anh có nhớ những bài hát của Nhật Kim Anh không nè. Nói dài sao cứ lặp lại nhiều lần. Ủa, không lặp lại nhiều lần rồi sao mà người ta mới vô người ta coi được hả bạn Bình Trần? Hả? Rồi, bé tiền Lâu Đài Cát sai rồi em ơi. Tăng Đồng, Tình Là Thủy Tinh. Tình Là Thủy Tinh liên quan gì tới lạnh đâu hả? Tình Là Thủy Tinh liên quan gì tới lạnh? Tăng Đồng trong đó nữa. Nào, nhanh lên nào, share livestream và mình sẽ được tặng một tip ai. Nhanh lên. Nữ giữ thần vậy trời. Phạm Thị Nhàn, chào bạn nha. Linh Hồn Tuyết, chính xác. Ngọc Thúy trúng rồi nè, Ngọc Thúy ghim nè. Kim Anh ghim nha. Ủa đâu rồi, chết rồi. Đâu rồi? Rồi, Ngọc Thúy Ngọc chứ, Thúy Ngọc, Linh Hồn Tuyết, chính xác. Nào, em ơi, ghim Thúy Ngọc giùm chị đi. Thúy Ngọc trúng rồi nha, chúc mừng Thúy Ngọc đã trúng Laura Sunshine. Ghim chưa? Chết rồi, chị ghim không có được đây nè. Ghim chưa? Kiểm tra coi có xe livestream chưa? Đây. Rồi, ok, ghim rồi, ghim Thúy Ngọc rồi nè. Kiểm tra coi bạn Thúy Ngọc hả? Có xe chưa? Có xe rồi. Yeah, chúc mừng nha. 1.2 triệu đã về tay bạn Thúy Ngọc. Chính xác là ca khúc Linh Hồn Tuyết nằm trong album đầu tiên của Nhật Kim Anh. Xin chúc mừng bạn nha. Rồi, bây giờ cả nhà mình ơi. Mưa đã tạnh. Đã có chủ nhân đầu tiên của một tip ai trị giá 1.2 triệu rồi nha, Thúy Ngọc. Cả nhà mình. Đúng rồi, TT đó bạn, bạn kiếp bất phục ơi TT. Chào bạn. Yêu cầu kìa. Bạn kiếp bất phục. Rồi. Chào bạn, mình là TT của nhóm HKT. Bạn cũng là cổ đông ở trong công ty Laura Sunshine luôn. Đó. Rồi, cả nhà mình ơi, trước khi mình livestream tiếp thì Kim Anh cũng nói luôn, tip ice của Nhật Kim Anh á là nó có cái đầu massage rất là ok. Cái đầu massage này á, nó có thể massage cái vùng mắt, vùng thâm, nó chống nhăn và chống thâm vùng mắt này, để có thể tan ra, để mà nó không có bị bỏng cái chỗ này nè cả nhà. Tại vì nhiều khi mình thức khuya, thức hôm, mình làm máy tính. Tại vì cả nhà nhớ nha, là nhiều khi mình ngồi trên máy màn hình vi tính á, nó cũng rất là hại. Tại vì cái tia UV đó nó rất là nguy hại nha cả nhà. Vì vậy cho nên là không phải là mình thức đêm thì mình xài không đâu, mà mình phải luôn luôn sử dụng. Từ 16 tuổi đã có thể sử dụng được cái tip eye này rồi nhá. Và cái tip eye này trị giá là 1.2 triệu và chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Có nhiều người hỏi, ủa sao Kim Anh năm nay 34-35 rồi mà sao cái vùng này của Kim Anh không có nhăn? Tại vì nhiều người phụ nữ họ quan niệm rằng là chỉ làm cho da đẹp, chỉ làm cho body mình đẹp, nhưng không ai để ý cái vùng nhăn này nha. Rất là quan trọng nha. Cả nhà muốn mua hàng hoặc là muốn tư vấn thì vui lòng gọi đến các nhà phân phối để mà mình có thể mình cầm trong tay cái tip ice này. Và tip ice này của Kim Anh là chiết xuất từ tảo biển nha. Chiết xuất từ tảo biển nha, ice Laura Sunshine. Rồi, bây giờ tới câu hỏi thứ hai. Xin chào 25.290 người đang coi cái livestream này nha. Và cả nhà mình hãy share livestream để mình có thể hưởng được cái tip ice trị giá 1.2 triệu này. Đây. Câu hỏi thứ hai của Nhật Kim Anh nha. Album đầu tay của Nhật Kim Anh có tên là gì? Trả lời nhanh. Come on. Rồi bây giờ chị bỏ ghim Thúy Ngọc nha. Thúy Ngọc đã trúng rồi cho nên là chị bỏ ghim nha. Bỏ ghim đi bạn ơi. Rồi ok. Lâu rồi mới thấy anh TT, một thời của em ghê chưa? Đó, một thời của em kìa, Nguyễn Tuấn Giang kìa. Cảm ơn bạn nhiều nha, Nguyễn Tuấn Giang.
Đó, bạn thấy Tuấn này cho bạn ra ngoài đi nè, bạn nói chuyện xàm quá, cho bạn ra ngoài chơi luôn đi. Rồi ok. À trời ơi cái bà, à, không có chơi vậy nha, không có chơi vậy nha, không có được à, không có được, trong vậy là không được nha, chị không có đồng ý. Trong này là chưa, mới vừa hỏi cái là trả lời liền là tôi biết liền đó nha. Alo alo, cả nhà mình trả lời nhanh nè. Bây giờ Kim Anh đọc lại cái câu hỏi đầu tiên nha. Nè, ê, câu hỏi thứ hai chứ. Album, album đầu tay của Nhật Kim Anh có tên là gì? Đâu 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 rồi? À, có người trả lời. Trời ơi, sao cái này nhanh quá vậy trời? Sao trả lời nhanh quá vậy? Chúc mừng A Nguyên Nguyễn nha. Chúc mừng A Nguyên Nguyễn. Rồi, ghim, ghim bạn A Nguyên Nguyễn coi coi bạn share livestream chưa. Kiểm tra giùm mình coi. À, Việt Bùi ơi, ông xã mình ở dưới Cần Thơ không có ở đây nha bạn. Rồi, chúc mừng em Y Nguyễn. Nhưng mà bạn không có ghi số điện thoại bằng em Y Nguyễn ơi. À, bạn ghi số điện thoại vô nha. Cái này là mình không giới hạn cho cả nhà phân phối chơi luôn, thoải mái nha cả nhà nha. Cho nên là mình không có giới hạn tất cả mọi người, ai chơi cũng được hết, miễn là đúng luật thôi. Rồi, còn ai nữa nào? Rồi quá trời người trả lời luôn, nhưng mà có người trúng mất tiêu rồi. Thôi chắc phải hỏi cái câu nào khó khó đi, cái câu nào khó khó đi chứ cái câu này nó dễ quá trời luôn rồi nè. Rồi nói vào đi, A Minh Nguyễn cố gắng ghi cái số điện thoại nha em. Rồi ok, chốt. Rồi bây giờ mình hỏi câu hỏi thứ ba đi. Câu thứ ba ổn không? Câu hỏi thứ ba nè, tháo ghim đi em ơi. A Minh Nguyễn trúng rồi. Bây giờ nè, bây giờ câu này mới là hóc búa đây nè, cả nhà mình chuẩn bị tinh thần nha. Rồi có người trúng rồi mọi người ơi, có người trúng rồi. Ngọc Trang ơi, Thư Võ ơi, có người trúng rồi. Minh Nguyễn đã trả lời đầu tiên rồi nha. Ok, bộ phận nào trên cơ thể người đàn ông vô dụng nhất? Cả nhà trả lời nhanh nào, come on. Nhàn nhỏ quá kìa, mở nhỏ lên, mở lớn lên xíu nào. Rồi cả nhà mình ơi, ghi ghi trả lời câu hỏi, sau đó ghi thêm cái số điện thoại bên cạnh, rồi bắt đầu share livestream mới tính nha. Phải có share livestream thì mới nhận được quà. Giá trị của cái hộp mắt này á, chống nhăn chống thâm vùng mắt và có đầu massage luôn nha cả nhà. Có cái đầu massage chống nhăn chống thâm vùng mắt là trị giá là 1,2 triệu. Vì vậy cho nên là những ai may mắn trúng thưởng thì Kim Anh không nói. Còn những khách hàng nào muốn mua cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này thì vui lòng liên hệ các nhà phân phối. Kim Anh sẽ ghim số điện thoại của các nhà phân phối trên này, hoặc là ở trên này cũng có một số nhà phân phối đang ở trong này, thì các bạn có thể liên hệ với các bạn đó để mà mình mua nha. Còn Kim Anh thì Kim Anh không bán lẻ nha. Có người trả lời kìa, có người trả lời đúng kìa. Ai? Đâu rồi? Đây. Nè, ai nè, bộ phận trên cơ thể người đàn ông, cái bộ phận nào là bộ phận vô dụng nhất? Đâu? Qua rồi. À, đây. Đây. Đâu rồi, sao nhanh quá vậy? Đây, chơi không có vui gì hả? Nè. Bạn Trúc Đào, xin rồi, chúc mừng bạn Trúc Đào nha. Đó, bộ phận trên cơ thể người đàn ông mà vô dụng nhất đó là cái ti. Cái ti nha. Ti. Trúc Đào. Rồi. Đâu, Trúc Đào, trả lời đầu tiên. Đây, để chị ghim cho. Rồi, chị ghim rồi đó. Thấy chưa? Xin chúc mừng Trúc Đào nha. Trúc Đào có share không? Trúc Đào ơi, phải kiểm tra coi Trúc Đào có share cái livestream này không? Nếu mà share cái livestream này thì mình mới được tặng cái tip serum. Ai? Chưa share. Vậy là vẫn còn cơ hội nha mọi người. Rồi, bỏ ghim. Bạn ơi, bạn phải share thì mới được tính nha. Share livestream này mới được tính nè. Cái nhà phải share và để luôn số điện thoại. Rồi, chị Thị Lan ơi, chị Trần Thị Lan nè, chị trả lời đúng nè, nhưng mà chị không để số điện thoại cũng không được tính luôn nha. Ai? Thận ruột, trời ơi, cái nào nó cũng có dụng mà các bạn. Ngực là đúng rồi nè. Phượng Nguyễn chúc mừng. Không, Phượng Nguyễn là trả lời sau Nguyễn Ái Loan. Nguyễn Ái Loan là trả lời đầu tiên là bộ phận ngực. Nhưng mà em ơi, em không có để số điện thoại. Em phải để số điện thoại mới được tính nha. Vậy là bạn Phượng trả lời câu hỏi và sau đó là mình phải để số điện thoại kế bên. Rồi, Phượng Nguyễn trúng rồi nha. Chúc mừng Phượng Nguyễn. Rồi, ghim bài của Phượng Nguyễn nè. À, kiểm tra coi Phượng Nguyễn đã share livestream chưa để nhận được phần quà trị giá. Trị giá của phần quà là tới 1,2 triệu lận nha cả nhà. Rồi, chúc mừng Phượng Nguyễn.
Rồi bây giờ trong cái thời gian này nè, Kim Anh sẽ đọc một câu hỏi nữa nha. Cả nhà mình chuẩn bị tinh thần chưa nào? Chuẩn bị tinh thần chưa nào? Xin lỗi chị ơi. Móng tay móng chân cái gì vậy Phạm Trường? Móng tay móng chân cũng dùng để gãi vậy đúng không? Đúng không? Mình cũng dùng để mình gãi vậy nè, ruột nè, mắt, tim, gan, phèo phổi, lông mày. Trời ơi sao lông mày được? Bộ phận mà. Cái này là những cái phía ngoài rồi, không có tính là bộ phận được nha cả nhà nha. Cái mà đàn ông, cái bộ phận nào trên cơ thể người đàn ông mà vô dụng nhất thì đó chính là cái ti ti nha bạn. Cái ti ti nè, cái ti ti cái bên. Rồi ok, Phượng Nguyễn là xong rồi nha, mình bỏ ghim bạn nè. Xong rồi, chúng ta đã có người trúng cái giải thưởng này rồi nha. Giải thưởng trị giá tới 1.2 triệu lận. Cảm ơn 31.589 người đang coi cái livestream này của mình. Bỏ ghim giùm chị đi. Mở nhạc lớn lớn giùm chị cái coi nào. Rồi bây giờ một cái câu hỏi này mới là hóc búa nè. Đó, cả nhà ơi, những ai mà mình muốn mua serum chống nhăn, chống thâm vùng mắt á, mà Kim Anh đã sử dụng hơn một năm nay và hiệu quả vô cùng. Thật sự ra cái vùng này mình cười á, nó cũng không có nhăn luôn á cả nhà. Và nó phải, cái gì Kim Anh cũng nói luôn là hàng của nhiều Kim Anh á, là luôn luôn nó là thiên nhiên tự nhiên, vì vậy cho nên là cái gì nó cũng phải từ từ nha, tại vì không có chứa hóa chất, không có chứa corticoid và không có chứa chất nghiện kem, để mà mình khi mà mình sử dụng thì nó đẹp, nhưng mà khi không sử dụng nữa thì nó sẽ bị xùi ra, nó xấu xí nha cả nhà nha. Cho nên cả nhà nhớ giúp giùm em là hàng thiên nhiên thì cái gì nó cũng phải từ từ nha. Rồi câu hỏi nữa, câu hỏi thứ năm, chúng ta vẫn còn 50 phần quà nữa lận, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm một điều rằng là chúng ta sẽ có cơ hội để nhận giải thưởng 1.2 triệu đó, là serum chống nhăn vùng mắt, và nó có cái đầu massage rất là ok. Câu số 5. À câu số 4, chứ nãy giờ mình mới ba câu mà phải không? Rồi câu số 4 của chúng ta đó là cơ quan quan trọng của người phụ nữ. Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ là cơ quan nào? Đó, câu này bị khó nè. Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ, cái này là mình không có mình trả lời lái một xíu nha. Mình không có đi đúng vào chủ đề đâu nha cả nhà. Rồi, trong thời gian chờ mọi người suy nghĩ nha, em nói sơ về cái hiện bây giờ cái body, cái chai kem body của mình á, nhớ nha cả nhà, phải like và phải share nha. Phải share thì mới được tính nha. Nói sơ về cái kem body ngày của mình một chút xíu. Hiện bây giờ Kim Anh đang được rất là nhiều các chị em phụ nữ, đặc biệt là các hot girl đang rất là mê mẩn bởi vì cái body ngày. Tại vì sao? Nó vừa là body ngày, vừa make up, vừa chống nắng, vừa giữ ẩm, mà đặc biệt hơn nữa là có thể mà make up body của mình để mình đi dự tiệc. Ví dụ mình mặc đồ, những cái bộ đồ mà mình hở đó, thì đây nè, Kim Anh sẽ làm cho cả nhà coi nha. Đó, sau khi mà mình bôi kem lên á, mình bôi kem lên nè, thì cái kem body ngày của Kim Anh nó sẽ thẩm thấu và nó make up cái da mình rất là đẹp, đẹp một cách tự nhiên chứ không phải là đẹp trắng tươi trắng tinh, mà nó nhìn nó bị ghê nha, nó rất là trắng. Ê, kiểm tra câu hỏi giùm chị coi. Kiểm tra nãy giờ. Coi tim gan bùng trứng là sai nha. Tim gan bùng trứng là sai nha, sai nha. Cơ quan nào của người phụ nữ? Quan trọng nhất? Cơ quan quan trọng của người phụ nữ? Đó. Ủa không phải của người phụ nữ đâu. À có người nè. Trời ơi, sao trả lời nhanh quá. Có người trả lời đúng rồi. Thì Kim Anh cũng ai trúng rồi? Hoa do. Ai trúng? Sao nhanh quá vậy ta? Đây nè. Hoa do, rồi hoa do, chúc mừng hoa do. Đó, câu hỏi là cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ, đó là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ nha cả nhà nha. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Rồi, chúc mừng bạn, sao mà nhanh quá vậy ta? Trời ơi trời. Cách dễ quá. Đó, bây giờ nói sơ về cái chúc mừng hoa gió, kiểm tra coi bạn hoa gió đã xe chưa? Xe rồi phải không? Chúc mừng bạn đã trúng một cái tip ai trị giá 1.2 triệu nhé. Chúc mừng bạn. Và Kim Anh cũng nói thêm là cái body ngày của mình á, nó vừa make up. Mình còn nhiều câu hỏi lắm nha cả nhà share đi nha. Mình còn nhiều câu hỏi dễ thương lắm nè. Đó, khi mà mình xài xong nè cả nhà thấy không, cái tay mình á, nó trắng mà nó trắng tự nhiên lắm. Đó, trắng tự nhiên mà nó mịn vô cùng. Và Kim Anh cũng nói luôn, cái body ngày của mình nó có chống nắng, vì vậy cho nên các bạn ở xứ lạnh á, trước khi mình xài cái này mình bôi một lớp, nếu như mà lạnh á thì mình sẽ bôi một lớp kem đêm, kem body đêm để cho nó dưỡng ẩm nha. Sau khi dưỡng ẩm rồi đó thì mình bôi body ngày vào thì nó sẽ thẩm thấu hơn và nó giữ ẩm hơn khi mình ở xứ lạnh nha cả nhà nha.
những ai muốn mua về sản phẩm của Laura Sunshine, đặc biệt là tip eye, serum eyes này nè, thì các bạn vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối của Nhật Kim Anh nha. Bản thân Nhật Kim Anh không có bán lẻ nha cả nhà nha, cho nên các bạn đừng có inbox vào đây của Nhật Kim Anh nha. Các bạn muốn mua hàng thì liên hệ tới các nhà phân phối. Còn nếu các bạn mà muốn làm nhà phân phối với Kim Anh, muốn được làm nhà phân phối và làm đại lý cho Nhật Kim Anh, thì vui lòng gọi 028 35 37 99 99, 4 số 9 nha cả nhà nha. Đó, rồi bỏ ghim bạn Hoa Gió đi, Hoa Gió đã trúng rồi nha. Hoa Gió trúng rồi nè, chúc mừng Hoa Gió nè. Mình không biết trò chơi đó vì không đủ trí tuệ. Thôi thì tặng cho mình một tip đi. Trời ơi, sao bạn khôn quá giờ bạn Trang. Bạn phải vận động chứ. Phải vận động cái gì cũng vậy. Mình phải vận động thì mình mới có được quà và mình có được tiền chứ bạn, đúng không? Giá trị giải thưởng của chúng ta lên tới 1.2 triệu lận. Cả nhà chịu khó share live stream đi nha. Comment đầu mà bạn Hoa Gió được. Tại vì bạn biết sao không, Nguyễn Thúy Lộc ơi, nhiều khi cái mạng livestream của mình đó, nó bị lắc á, cho nên là tôi thấy bên Kim Anh là thấy cái nào đầu tiên và mình sẽ đăng cái đó đầu tiên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi thứ 5. Cả nhà ơi, nhớ là mình phải share livestream, trả lời câu hỏi và ghi số điện thoại bên cạnh thì mới gọi là hợp lệ nha cả nhà nha. Rồi câu hỏi thứ 5, con gì đầu dê mình ốc? Trả lời nhanh, trả lời nhanh. Con gì mình dê đầu ốc? À, con gì đầu dê mình ốc? À, con gì đầu dê mình ốc? Con gì cả nhà ơi? Nhanh lên. Trần Thị Diễm Hương ơi, có người trúng rồi em ơi, chị Hoa Gió trúng rồi nha. Câu hỏi khác. Câu hỏi khác. Đấy, mình qua câu hỏi khác rồi nào. Nhanh nhanh để mà mình được cái mình ốc. Con gì đầu dê mình ốc? Con gì đầu dê mình ốc? Trả lời nhanh. Nhanh lên nào. Sao anh kia đẹp trai dữ vậy? Bạn làm mà hồi bạn Tây bạn ngồi về bạn ngủ không được bây giờ đó. À, mới đây. Trời ơi, sao nhắn vậy? Chưa. Có chưa? Chưa. Sai. Không được rồi, mình phải suy nghĩ cái câu hỏi nào mà nó hóc búa chút xíu chứ mấy câu này phải trả lời nhanh quá. Không được đâu. Suy nghĩ liền lại lên. Trời ơi, rồi có người trúng rồi nè. Rồi, con dốc là đó đúng là rồi con nha. Dốc nha các bạn. Rồi, con dốc, con cóc là sai nha, con cóc là sai, con dốc nè, Linh nè. Trúng rồi nè. Con dốc. Linh trúng rồi nha em. Kiểm tra coi Linh đã để xe. Rồi, chị ghim rồi đó. Linh kiểm tra coi Linh đã xe bài chưa nha. Chúc mừng Linh đã trúng cái tip eyes có đầu massage ở ngay đây. Mới xe chị ơi. Mới xe tức thì hả? Thôi vậy không tính được rồi nha Linh, không tính được rồi nha. Sorry, bạn phải xe từ đầu. Sao biết? À coi cái giờ đúng không? Rồi em bỏ đi để chị coi. Nè, đâu coi. Để người tiếp theo. Nào, con dốc. Gì có con tao nữa kìa trời ơi. Gì vậy bà Tăng Động? Bà Tăng Động rồi, bà Tăng Động quá. Cái gì có cái con tao nữa là sao? Đó, đầu dê mình ốc là con dốc nha cả nhà nha. Đầu dê mình ốc là con dốc. Đúng rồi, chính xác. Đâu rồi? Ai trúng? Ai trúng phía dưới của bạn Linh á thì mới tính. Nè. Rồi, trở lại rồi trời ơi. Dưới của Linh nè, mỹ phẩm. Con dốc là thư võ kìa. À thư võ, chúc mừng thư võ nha. Phía dưới của bạn rồi ghim. Thư võ đã trúng cái tiếp ai, xin chúc mừng bạn. Kiểm tra coi bạn cái xe livestream lâu chưa. Thư võ đã trúng. Ok. Rồi chúc mừng thư võ nha. Và bên công ty sẽ liên lạc với bạn và sẽ gửi tặng bạn cái tiếp. Hả? Sẽ gửi tặng bạn cái tip eyes này nha bạn nha. Cảm ơn bạn nhiều. Chị ghim rồi, em lên coi đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói sơ sơ về sản phẩm một chút xíu. Thì cái tip eyes thì cả nhà biết rồi, cái tip eyes mắt này nè.
cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này rất là ok, và hiện bây giờ đang được phản hồi của khách hàng rất là tốt. Là thứ nhất là nó có cái đầu massage, và khi cái đầu massage này á, nó massage trên này, tại vì nó mềm lắm, rất là mềm nha cả nhà. Khi mà nó đánh ở trên này nè, nó làm tan cái vùng thâm này đi, cải thiện cái vùng thâm này của mọi người, chống nhăn chống thâm vùng mắt nha. Nhớ nha cả nhà, đừng có để tới khi mà mình mất bò mình mới lo làm chuồng nha. Từ 16 tuổi là các bạn phải nên xài rồi, để khi mà mình sử dụng lâu dài đó, về lâu về dài cái da của mình vùng này nó sẽ luôn luôn căng đó. Hỏi chưa hết câu có người trả lời. What the fuck Phương ơi, bây giờ hả, phải chịu thôi à. Tại vì nhiều khi các bạn sợt mạng á, bây giờ Kim Anh sẽ hỏi không liên quan gì tới trên mạng luôn. Bây giờ mình kiếm cái câu hỏi nào. À, câu này, câu tới câu tiếp theo nha. Tới câu 6, câu tiếp theo. Câu này chắc chắn là các bạn sẽ không rồi, trả lời nhanh được nha. Bây giờ nè, cái câu nè. Cái gì níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ? Cái gì nè, nó quá trời gần gũi mọi người luôn á, mà có thể nói là nãy giờ Kim Anh cũng đâu rồi, thấy người ta trả lời đầu tiên. Ôi bạn ơi, bạn võ yên ơi, không phải là không lo nói mà không có lo nhìn đâu, mà là mạng nó lắc nhiều khi không có thấy bạn ơi. Nó hiển trên đây ai người đầu tiên thì mình nói cái đó nè bạn ơi, thông cảm nha. Ai là người trả lời đầu tiên thì người đó sẽ được chung. Thấy rồi, Ngọc Nga, thấy Ngọc Nga rồi. Rồi. Trả lời mình nói, mình đọc lại cái câu hỏi nha, mình đọc lại câu hỏi nè. Cái gì níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ? Cái gì nè? Cái gì nó gần quá trời gần luôn nè. Lắm đó. Chơi lắm kỳ đó, các bạn ơi. Chơi kỳ quá, trả lời trước và cũng chia sẻ nhiều mà không được. Không phải đâu Nga Huỳnh ơi. Chị Nga Huỳnh ơi, nhiều khi á, cái mạng nó lắc á, tụi em không có nhìn thấy ở bên đây nè. Tại vì nhiều người comment quá đó, thì mình phải kéo xuống coi thì cái nào nó hiện lên trước. Tại nhiều khi chị đăng lên nhưng mà nó không có hiện lên. Đó, cho nên thông cảm nha chị. Chứ không phải là mình không có chơi fair đâu. Cái này Kim Anh fair lắm, fair lay lắm. Ok, trả lời đi nào. Cái phần mềm điện thoại sao? Cái phần mềm điện thoại níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ là sao ạ? Rồi bây giờ chúng ta cứ trả lời đi để cái nụ cười sai luôn nha. Trần Thị Diễm Hương, nếp nhăn sai luôn. Ngọc Nga ơi, cái gì nè, cái gì? Nhan sắc cũng sai luôn nha. Đó. Cái gì? Đồ sắc đẹp cũng sai luôn. Níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ, trời ơi nó dễ vô cùng luôn mà hả, nó xuất hiện ở trong cái live stream này luôn đó cả nhà, mà cả nhà không để ý thôi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi nè, nhớ để ý coi ai trả lời đúng nè. Bây giờ trong thời gian nói, Kim Anh nói tiếp cái về cái phần mà cái chai body ngày của Kim Anh á, là có thể mình sử dụng cho ban đêm để mình đi dự tiệc được luôn. Và mình make up lên cái da mình nó trắng, và đặc biệt đó là nó không bết dính nha. Nó rất là dịu nhẹ và nó cảm giác được nó khô ráo lắm, chứ nó không có bị bết dính. Có nhiều người ai? Có người chúng đôi mắt nếu kéo thành xương của người phụ nữ sai rồi. Nhung Nguyễn ơi, Chubby Trần, chính xác, chúc mừng Chubby Trần nha. Đúng không? Đúng Chubby Trần rồi, không? Đúng rồi. Chubby Trần là người trả lời đầu tiên, chính xác. Đó là Laura Sunshine. Laura Sunshine là sắc đẹp của tương lai và sẽ níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ nha. Chính xác rồi Chubby Trần ơi, đây. Nghiêm rồi, đây, nó có xuất hiện ở trong livestream của mình luôn. Mà tại vì mọi người không để ý thì mình có gợi ý rồi đúng không? Laura Sunshine xuất hiện trong livestream của mình. Đó, chúc mừng bạn Chubby Trần nha. Chính xác là Laura Sunshine. Rồi, cả nhà mình coi Chubby Trần đã share live stream chưa? Rồi, chính xác, chúc mừng. Chúc mừng bạn đã trúng tuyết serum ice chống nhăn chống thâm vùng mắt. Kim Vàng Phan ơi, không phải tuổi tác nha em, bỏ qua rồi. Nói chung là mình phải suy nghĩ chút xíu. Bây giờ trả hỏi câu gì mà ở trên mạng có đó, là các bạn hả trả lời nhanh quá, cho nên mình phải tìm cái gì đó nó khó một chút xíu. Ngọc Duyên, Nguyễn Duyên ơi, Thúy giỏi quá Thúy ơi. Người ta phải suy nghĩ, tại vì chị cũng đã gợi ý rồi đúng không? Gợi ý là trong cái live stream của mình là phải có mà.
Rồi cả nhà ơi, những ai mà muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối nha, để mình có thể mình cầm trong tay tuyết serum eyes này trị giá 1,2 triệu và những cái sản phẩm khác, ví dụ như kem body ngày nè, kem body ngày make up và kem body đêm để dưỡng ẩm ban đêm nha cả nhà nha. Kem body đêm nè, mình dưỡng ẩm nè, và nó chiết xuất từ thảo dược, cho nên mọi người hết sức yên tâm là nó rất an toàn cho cái cơ thể của mình, là giữ ẩm, độ ẩm rất cao. Đặc biệt hơn nữa là khi mà mình ở trong máy lạnh á, da mình khô lắm đó. Và phê ngày phê đêm của Kim Anh đang bị cháy hàng nha cả nhà, cho nên là chắc có lẽ là Kim Anh cũng không nói nhiều về cái phê ngày phê đêm nữa. Hiện bây giờ hàng của Kim Anh cháy. Như là cái phê đêm á, thì là nó là một cái dạng mặt nạ ngủ đó cả nhà. Khi mà mình xức lên xong cái là sáng ngày hôm sau mình cảm giác có cái cảm giác nó rất là mịn và nó mát. Còn phê ngày là có chất chống nắng, chống nắng và make up nhẹ trên cái da của mình nha. Rồi chúc mừng Chubby Trần. Đúng rồi, tham gia được nữa không? Được chứ. Được chứ em. Rồi, ok, có bạn có câu hỏi nào mới không? Bây giờ chuẩn bị nha, chuẩn bị thêm một câu hỏi nữa nè. Cả nhà share livestream nhanh nhanh nào. Share nhiều nhiều đi nào. Laura Sensei, trúng nhân trúng vận quá. Xong rồi, có người trúng rồi bạn ơi. Rồi, câu hỏi tiếp theo là sẽ là câu, các bạn nghe kỹ nha. Cái gì nằm giữa chị Nhật Kim Anh và Laura Sensei? Đúng rồi, cái gì nằm giữa Nhật Kim Anh và Laura Sunshine? Cái gì nè? Cái gì các bạn? Bây giờ tôi không có đố những cái câu đố mà trên mạng có nữa đâu nha. Bởi lẽ lên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi để chúng ta nhận được một tip eye trị giá là 1,2 triệu nha cả nhà, chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Cả nhà những ai muốn liên hệ để mình làm nhà phân phối hoặc là làm đại lý thì vui lòng gọi 028 3537 9999. Em ơi ghim cái số điện thoại để mọi người đăng ký làm nhà phân phối giùm chị nha. Rồi bây giờ trong thời gian mình đợi nè, nhà sản xuất sai rồi, nhà sản phẩm sai rồi. Ở giữa nha, cái ở giữa Nhật Kim Anh và Laura Sunshine đó, nhớ nha. Cái tâm sai rồi, cái đam mê sai luôn. Yến Chào Vũ Long sai luôn. Bây giờ Kim Anh nói sơ về cái Laura Sunshine trị mụn nha cả nhà. Cái chai trị mụn này của Nhật Kim Anh cực kỳ thần thánh luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những ai mà đã có mụn rồi đó, trồi lên á là mình bôi cỡ chừng 2 ngày đến 3 ngày thôi là cái mụn mình nó đã sưng tấy lên rồi, nó sẽ xẹp xuống nha và nó sẽ mất cái cùi luôn. Còn những ai mà bị mụn ẩn á thì khi xuất lên á, cả nhà sẽ cảm giác là nó sẽ bị ngứa nè, xong rồi bị sưng tấy tấy và bị mẩn lên. Rồi có người chúng mẩn lên. Để nói hết đã, mẩn lên á thì các bạn đừng có lo sợ đó là bị dị ứng nha, không phải bị dị ứng đâu mà là nó sẽ kích. Tại nó có chất tràm trà và nó sẽ kích cho cái mụn của mình ở bên trong á, nó sẽ trồi ra ngoài. Và như vậy thì các bạn sẽ mất luôn mụn ẩn. Vì vậy cho nên là cả nhà đừng có lo lắng nha. Đó, chai mụn Laura. Cả nhà ai muốn mua hàng thì vui lòng gọi liên hệ đến các nhà phân phối. Còn bây giờ thì câu trả lời chính xác đó là chữ và. Nó quá đơn giản đúng không? Nhật Kim Anh và Laura Sensei nằm giữa chữ Nhật Kim Anh và Laura Sensei thì nó là chữ và. Đúng rồi. Ai vậy? Ai trả lời vậy? Ai trả lời? Đây. Đâu? Trên hồ Vy nó có ai không? Hả? Lê Văn Phượng. Lê Minh Phượng hả? Đây, Hà Phương chứ. Trên Hà Phương. Trên nữa còn ai không? Trên nữa. Đâu? Không. Hồi nãy nhớ thấy đầu tiên, người đầu tiên. Đầu tiên là bạn đó đó, bạn Phương á. Chứ không phải Phượng đâu. Đây nè, Hà Phương nè. Cái chữ và. Đúng rồi, chính xác. Hà Phương đúng rồi. Chúc mừng Diêm. Nè, chúc mừng Hà Phương nha. Rồi, cái chữ và chính xác giữa Nhật Kim Anh và Laura Sunshine thì ở giữa hai chữ đó thì là cái chữ và đó cả nhà. Rồi, chúc mừng bạn đã trúng tip eyes của Laura Sunshine. Tiếp ai này trị giá 1,2 triệu nha cả nhà nha. Chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Cả nhà ai muốn mua hàng thì liên hệ với các nhà phân phối, hoặc liên hệ làm nhà phân phối cho Nhật Kim Anh, hoặc là làm đại lý cho Nhật Kim Anh thì vui lòng gọi điện thoại 028 3537 9999. Tứ quý chính nha cả nhà nha. Em trả lời nãy giờ mà Hồ Vi ơi, mạng lắc lắm em à. Mạng lắc cho nên là chúng ta không có thể nào mà giờ chị chỉ có thể coi được những người nào mà nó hiện lên đầu tiên thôi nha em nha.
chỉ có những người đầu tiên thôi nha. Có người trúng rồi Phạm Mẫn Mai Quỳnh ơi, có người trúng rồi nha. Phải chấp nhận thôi hà. Rồi, chúng ta còn mấy câu hỏi nữa nha. Còn 3 câu hỏi nữa. Ừ. Rồi cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối để mua hàng nhé. Hoặc là gọi tới số điện thoại 028 3537 9999 để mình đăng ký làm nhà phân phối đại lý ở các vùng miền. Hiện bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh thì Kim Anh còn có 3 quận nữa thôi, còn bao nhiêu là hầu như là đã có nhà phân phối hết rồi nha. Rồi cả nhà mình ơi, rồi có câu trả lời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là câu số mấy? Câu số 8. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Là cái gì? Cả nhà trả lời nhanh nhanh nha. Nhanh nha, bỏ ghìm Hà Phương. Chúc mừng Hà Phương rồi nha. À, bây giờ Kim Anh nói về cái Oliver. Oliver là một tẩy tế bào chết. Cả nhà cứ trả lời đi chút xíu em sẽ đọc nha. Câu hỏi dễ quá chị ơi. Quả bắp cô kia ơi, em không để số điện thoại cho nên chị em không có được gọi là ấy nha. Bắp ngộ những ai không để số điện thoại. Rồi đây Sam Kevin Thuận là bạn trúng rồi nha. Rồi em ơi, chị ghim rồi đó. Em kiểm tra coi bạn có xây bài chưa. Chúc mừng bạn Sam Kevin nha. Rồi bây giờ Kim Anh nói sơ về cái Laura Sunshine tẩy tế bào chết. Đây là tẩy tế bào chết Oliver và nó được chiết xuất từ bùn khoáng thiên nhiên và nó dạng gel nha cả nhà, để nó có thể lôi được hết tất cả những mỹ phẩm nè, khi mà các bạn tẩy trang nó không sạch nè, hoặc là những cái tế bào chết của mình á, nó sẽ tẩy được cho mình. Và khi mà tẩy được cho mình rồi đó thì cả nhà sẽ cảm thấy là nó mịn, nó mát vô cùng, tại vì nó là một cái dạng bùn khoáng nha cả nhà. Đó, Oliver tẩy tế bào chết chiết xuất từ bùn khoáng, đương nhiên là bắp. Nhưng mà quan trọng là người nào trả lời đầu tiên. Chúc mừng Sam Kevin Thuật đó, chúc mừng bạn nha, bạn đã trúng cái tip Laura Sunshine Eye. Ui da chút xíu nha. Rồi trúng tip Laura Sunshine Eye trị giá 1,2 triệu nha cả nhà. Bạn đó đúng không? Còn 2 câu hỏi. Chúng ta còn hai phần quà nữa nha cả nhà nha, chúng ta còn hai phần quà nữa. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao chút xíu đi, tâm sự chút xíu nè. Đó, có ai muốn hỏi gì Kim Anh không? Kim Anh sẽ trả lời luôn. Quả bắp đúng rồi bạn ơi, nhưng mà có người trúng rồi nha. Bắp ngô trúng rồi bạn ơi. Bây giờ cả nhà mình có ai hỏi gì Kim Anh không? Và Kim Anh cũng nói luôn là các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối. Và các nhà phân phối thì Kim Anh sẽ có ghim ở trên này. Bạn ơi ghim số điện thoại của các nhà phân phối đi. Còn những ai mà muốn làm nhà phân phối với Nhật Kim Anh, hoặc là muốn mình đăng ký làm đại lý ở các tỉnh thành, ở các nơi, thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 028 35 37 9999. Đó, mọi người cứ liên hệ số điện thoại nha. Em ghi cái số điện thoại của công ty thôi, để cho em ơi, em ghi cái số điện thoại của công ty để các bạn họ liên hệ, tại vì chị đọc. Comment số điện thoại không thôi, đừng có đăng một loạt. Còn đăng một loạt là đăng một loạt ghi cái số điện thoại của các nhà phân phối để họ mua hàng cho dễ. Đó, số điện thoại của công ty là 028 35 37 9999, tứ quý 9 nha cả nhà. Gọi để liên hệ mình đăng ký làm nhà phân phối liền nha. Tại vì sắp tới đây Kim Anh cũng thông báo luôn là khoảng tháng 6 hoặc tháng 8 chúng ta sẽ có một cái sự kiện bùng nổ, sẽ bắt tiếng nha cả nhà nha. Chúng ta sẽ ra ngoài miền Bắc. Có câu hỏi cho chị thì khi nào mới có phim mới? Bên mình có kem dưỡng da ban đêm chống lão hóa không? Không mắc nắng không ạ? Phương Nguyễn ơi, ban đêm dưỡng ẩm ban đêm thì bên chị có, nhưng mà đã dưỡng ẩm ban đêm thì chắc chắn là bên chị không dùng những cái hóa mỹ phẩm, cho nên là sẽ không mắc nắng cho em đâu nha Phương Nguyễn.
Nhưng mà dĩ nhiên không thể nào mà có mỹ phẩm nào nó có thể chống lại được tia ánh nắng mặt trời. Nó chỉ có chống lại được cái hơi nóng, tức là chống nắng, chứ không phải là mình sức chống nắng lên rồi mình có thể mình ra ngoài tia ánh mặt trời cho nó chiếu vào. Khi mà tia ánh mặt trời vào cơ thể mình, kể cả con người mình, nó còn héo chứ đừng nói cái da của mình. Cho nên á, nhỏ xuống giùm chị chút xíu, nhỏ nhạt xuống chứ. Cho nên là cái kem body dưỡng ẩm ban đêm của chị á, nếu em ở xứ lạnh á, nếu bạn ở xứ lạnh đó, nó sẽ rất là ok, bởi nó dưỡng ẩm cho các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là trong hóa mỹ phẩm chị không có bỏ hóa chất, vì vậy nó sẽ không bắt nắng nha bạn nha. Nhưng mà dĩ nhiên khi đi ra ngoài đường bạn cũng nên sức chống nắng nha. Nên sức chống nắng, phòng bệnh luôn hơn là trị bệnh nha các bạn. Đúng rồi, Nguyễn Thị Hoa ơi, mạng nó hơi yếu chút xíu đó mà. Giờ chị Kim Anh tập trung chủ yếu vào việc kinh doanh nhiều hơn ca hát. Đúng rồi, Suối Huệ ơi, chị vẫn đi hát và vẫn đóng phim, nhưng mà có lẽ là phải hạn chế lại bớt. Tại vì hiện bây giờ chị đang vận hành group 2 công ty, đó là công ty Yến Xào Vũ Long và công ty Laura Sunshine, mỹ phẩm Laura Sunshine, mỹ phẩm cao cấp. Cho nên là cũng bận rộn quá, cũng không có thời gian. Nhưng mà sắp tới đây sẽ có phim mới của chị nha. Phim mới sẽ chiếu trên đài truyền hình Vĩnh Long nha cả nhà. Em ơi, lại mở nhỏ cái nhạc lại giùm chị xíu đi. Sắp tới, à hiện bây giờ thì chị đang tham gia bộ phim Dông Bão nha cả nhà. Các Vi Nguyễn ơi, chị đang Kim Anh đang tham gia bộ phim Dông Bão, phim cổ trang. Một dạng phim giống như phim Lời Sám Hối đó. Cả nhà mình sẽ sắp sửa được coi phim cổ trang của Kim Anh nữa nha. Rồi anh Ti kìa, anh Ti trả lời không? Trần Hảo Nam. Xin chào Trần Hảo Nam. Sao bạn livestream mà bạn ít nói quá, hay là tôi nói hết phần của bạn vậy? Bạn nói đi. Tôi nhường cho bạn nói đó. Bây giờ em nói chuyện với lại các bạn đi. Thì hôm nay là lần đầu tiên cũng livestream trên cái fanpage của chị Nhật Kim Anh. Thì đa số thì có các bạn là fan của chị Nhật Kim Anh, nhưng mà cho mình chào với nha. Nãy giờ mới được chào á. Nãy giờ chị Kim Anh nói nhiều quá. Chị không? Nói quá nhiều luôn, nói anh mà đến nỗi mà Ti nói không được luôn. Không có chỗ hở để nói. Thôi chúng ta giả lao vậy được rồi. Bây giờ chúng ta trở lại trò chơi nha. Bây giờ Kim Anh nhắc lại nè, cả nhà mình ai muốn mua hàng, mua những cái mỹ phẩm của Nhật Kim Anh, tại vì cả nhà nên nhớ giúp giùm Kim Anh một điều là hàng của Nhật Kim Anh không phải là hàng bình dân, mà bắt đầu từ trung cấp trở lên. Hàng của Kim Anh là trung cấp, cao cấp và là chuẩn bị bước qua đẳng cấp đó. Cho nên là mình phải phân biệt rõ ràng nha, chứ không phải là hàng bình dân hay là hàng gì để mà mình có cái giá là mấy chục ngàn hay là 100-200 ngàn, không có nha. Hàng của bên Nhật Kim Anh, mỹ phẩm của bên Nhật Kim Anh là dạng trung cấp, vì vậy cho nên là giá có là bắt đầu từ 450 ngàn. Ví dụ như cái chai chống nắng này là có giá là 450 ngàn đó, thì cả nhà cũng biết rồi, tiền nào của nấy thôi đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại trò chơi nha. Và Kim Anh nhắc lại một lần nữa là cả nhà mình ai muốn liên hệ để làm nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine, là làm nhà phân phối hợp tác với Nhật Kim Anh, hoặc là muốn làm đại lý CTV, thì cả nhà mình vui lòng liên hệ đến số điện thoại của công ty nha. 028 35 37 99 99, 4 số 9 nha cả nhà. Còn cả nhà mình mua hàng thì liên hệ với các nhà phân phối giùm Kim Anh nha. Hiện bây giờ nhà phân phối của giùm Kim Anh hiện bây giờ thì đã hơn 20 nhà phân phối độc quyền ở các nơi. Và đặc biệt đó là có rất là nhiều đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, CTV rất là nhiều luôn. Hơn 30 nhà phân phối rồi nha cả nhà. Và dĩ nhiên ở dưới của các nhà phân phối độc quyền sẽ có những đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 và các CTV. Vì vậy cho nên là cả nhà đừng có lo lắng là sợ hàng nhái, hàng giả nha. Cả nhà cứ liên hệ tới các đại lý CTV và ở trên mỗi sản phẩm của Nhật Kim Anh, ở trên mỗi sản phẩm của Nhật Kim Anh đều có tem của Bộ Công an được dán ở đây. Thời gian đầu Kim Anh có dán tem, nhưng mà dán ở bên ngoài, thì sau này khi mà mình sản xuất lại đó thì Kim Anh có dán tem ở trực tiếp trên cái hũ hộp của mình, cái chai lọ của mình. Cho nên cả nhà cứ nhìn thấy cái tem này thì là chính xác là hàng của Nhật Kim Anh nha, chứ không đừng có lo là hello nhà phân phối Kim Tính nè, chị Hiếu Phạm nè, rất là nhiều nhà phân phối trong này nha cả nhà. Cả nhà cứ liên hệ nha. Tiến Đỗ ơi có kem trị nám không? Tiến Đỗ ơi, kem trị nám Kim Anh nói thật nha, chân thành mà nói luôn, thì trị nám kể cả bạn đi bắn, khi mà bạn đã bị nám rồi á thì có bắn tia laser thì cũng không hết nha. Nếu như hết thì nó chỉ hết tạm thời và sau đó nó sẽ nám lại, và khi nám lại nó sẽ nám to hơn, bự hơn nữa.
và nó đen hơn nữa nha. Còn kem trị nám á, nếu như mà người nào mà cam kết là có kem trị nám mà đặc biệt là nám thì Kim Anh nói thiệt là nó phải có hóa chất để nó bào mòn cái phần nám nó đi của bạn. Và khi bào mòn cộng thêm đó là nó tổn hại đến cái chất collagen hình thành trên da của bạn. Ở đây kem của Nhật Kim Anh không thể trị nám, chỉ có thể cải thiện nám cho bạn thôi nha. Nếu như bạn sử dụng lâu dài đó, Kim Anh khuyên chân thành là nếu như bạn sử dụng thì phải sử dụng những cái hàng nào nó thật sự chất lượng. Là Kim Anh nói thiệt luôn, không phải là mình muốn bán đâu. Bạn muốn mua thì Kim Anh bán, nhưng Kim Anh ở đây Kim Anh nói cho các bạn hiểu là đã nám rồi thì tùy theo cái mức độ nặng nhẹ đó, tùy theo mức độ nặng nhẹ. Và khi đã nám rồi đó thì cái kem của Laura Sunshine là hũ kem ngày và kem đêm chỉ có thể cải thiện nám cho bạn thôi. Cải thiện tức là nó từ từ nó mờ chứ không thể nào mà hết được nha. Đã nám thì có bắn tia laser cũng không hết nha cả nhà nhá. Bắn tia laser á là nó mất đi cái biểu bì da ở đó và nó trắng tạm thời thôi. Và sau đó các bạn ở khu thời tiết như Việt Nam nắng nóng thì chắc chắn nó sẽ bị nám lại, và khi nám lại thì nó sẽ còn kinh khủng khiếp hơn nha. Và đừng dại dột khi mà mình mua những cái kem nào mà cam kết trị nám. Tại vì sao? Khi mà trị nám á, tức là nó sẽ có hóa chất nó tẩy cho trắng ra tạm thời, nhìn thấy là đẹp liền, mê liền. Nhưng mà về lâu về dài á, nó sẽ hình thành nám trở lại. Và khi nám trở lại nó sẽ sạm hơn, to hơn và đen hơn. Như vậy thì mình lúc đó mình khó trị hơn nha. Còn kem của bên Nhật Kim Anh thì nó chỉ cải thiện thôi. Trương Quân ơi, hiện tại thì ở Bình Dương có nhà phân phối ở dưới nha nha bạn nhá. Đâu ai? Đây bạn ấy mới hỏi đây nè. À, Trương Quân ở Bình Dương đang có nhà phân phối độc quyền rồi nha. Bạn Trương Quân, chị Kim Tính là nhà phân phối độc quyền Bình Dương rồi, có rồi nha bạn. Bạn muốn thì bạn cứ liên hệ với lại chị ấy. Chào Gấu Rai. Thôi bây giờ nè, chúng ta nói nhiều quá, bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi nào cả nhà. Xe livestream của Nhật Kim Anh đi nè, để mình có thể mình trúng thưởng cái tip Ice Laura Sunshine này, chống nhăn và chống thâm vùng mắt, trị giá của nó là 1,2 triệu nha cả nhà. Nhớ là sau khi trả lời câu hỏi của Kim Anh á, là nhớ là phải share livestream và ghi cái câu trả lời, ghi câu trả lời và sau đó là cái số điện thoại của các bạn nha, để nhân viên công ty của Nhật Kim Anh á sẽ liên hệ với các bạn để gửi cái tip ai trị giá 1,2 triệu này về cho các bạn nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo nha các bạn nha. Loại nước giải khát nào chứa nhiều sắt và canxi nhất? Loại nước giải khát nào ạ? Chứa nhiều sắt và canxi nhất. Các bạn nghe rõ không? Cả nhà mình có nghe rõ. Rồi, cả nhà mình trả lời đi nè. Khánh Hòa có nhà phân phối. Khánh Hòa, Nha Trang đã có nhà phân phối chưa em ơi? Chưa. Khánh Hòa chưa có nhà phân phối nha. Vui lòng liên hệ 028 3537 9999 để mình đăng ký làm nhà phân phối liền nha. À, có người trả lời đúng rồi nè, có người trả lời đúng rồi nè. Chào Thanh Trường Phú nha. Coca-Cola sai rồi Tăng Đồng ơi, trời ơi, bà trả lời mấy chục câu rồi mà không có đúng câu nào hết trơn. Cà phê, chính xác. Rồi, xin chúc mừng Túc Ti nha. Túc Ti đã trúng cà phê. Rồi, mình ghim bài Túc Ti. Chúc mừng Túc Ti cà phê. Là bởi vì chữ cà phê có chữ C, A, F, E. Thì chữ K, chữ C, A là chữ canxi. Còn chữ F, E là chữ sắt. Nha các bạn. Có xe rồi, ok, rồi, chúc mừng bạn. Lý do tại sao mà gọi là cà phê lại có chứa sắt và canxi? Bởi vì sao? Cà phê, ghi tắt của chữ cà phê á là chữ CA, là chữ cà đó, là CA là canxi nha. Còn phê á, phê nè, phê là sắt nha cả nhà nha. Đó, có nhiều câu hỏi nó cũng hơi lái nhưng mà cả nhà trả lời vậy là quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Fast forward luôn. Trời ơi, trả lời trước mà. Phương Thúy Đỗ ơi, em xin rất là xin lỗi là trên mạng á, nhiều khi lắc á, chị trả lời trước nhưng mà nó hiện lên á, thì hiện bạn Túc Ti trước nha, chị hiện ở trên đây trước. Vì vậy cho nên là Kim Anh chỉ lấy những người nào mà hiện bên Kim Anh trước đó. Xin chúc mừng bạn đã trúng một tip eye serum chống nhăn, chống thâm vùng mắt, trị giá 1,2 triệu nha cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao tiếp để mà chúng ta có thể tám với nhau chút xíu nè, để mà còn một phần thưởng duy nhất nữa thôi, còn có một tip ai trị giá 1,2 triệu này nữa thôi nha cả nhà. Cả nhà mình ơi, mau nào, một câu hỏi nữa. Câu hỏi cuối này là một câu hỏi rất là hóc búa luôn. Rồi,
Em thần tượng chị với anh Ti, ráng trúng câu cuối. Trời ơi, mà tăng đồng bây giờ lại Phật giờ chưa trúng câu cuối cùng. Còn có một câu cuối cùng thôi nha cả nhà nha. Trị giá 1,2 triệu nha. Ai muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối. Còn ai mà muốn đăng ký làm nhà phân phối của Nhật Kim Anh, của công ty Laura, mỹ phẩm Laura Sunshine, và làm đại lý cho Nhật Kim Anh, cho bên công ty Laura Sunshine, thì vui lòng liên hệ 0283537999 nha. 49 nha các bạn, nhớ là 49 đó nha. Để mà mình đăng ký liền, tại vì sắp tới đây khoảng tháng 6 và tháng 8 công ty sẽ có một sẽ bùng nổ một sự kiện rất là lớn và sẽ thông báo với các cả nhà mình sau nha. Hai vợ chồng người nào cũng dễ thương. Ủa sao kỳ vậy? Chồng em không có ở đây, chị Ngọc Nguyễn ơi. Đây là bạn TT, em của mình, và cũng là một trong những cổ đông, có cổ đông trong công ty Laurentia nha chị. Lộn rồi. Rồi, chưa khi nào trúng hết Hoàng Oanh. Ráng lên, mai mốt chị sẽ cho. Mai mốt cả nhà mình ơi, mai mốt Kim Anh sẽ đố vui trúng vàng luôn nha. Chứ không phải là trúng mỹ phẩm nữa đâu, trúng vàng luôn. Rồi, trúng vàng luôn. Trúng vàng luôn đó nha cả nhà. Thấy chưa? Đó, chúng ta xuyên theo dõi trang fanpage của Nhật Kim Anh, trang cá nhân của Nhật Kim Anh nè, để hôm nào Kim Anh thông báo một cái là chúng ta sẽ chơi trò chơi giải câu đố và chúng ta sẽ trúng vàng luôn nha cả nhà. Nha, quá đã. Rồi, ok. Bây giờ Kim Anh cũng nói luôn với cả nhà mình đó là bên công ty Kim Anh đó là tổng cộng có 9 dòng sản phẩm, và hiện bây giờ chúng ta đang gần cháy hàng, đó là cái tiếp sữa rửa mặt chiết xuất từ linh chi. Cả nhà mình cũng biết linh chi là một cái loại nấm cực quý, và khi mà Kim Anh làm để mà chiết xuất từ thiên nhiên mà, thì chiết xuất linh chi là một trong những hiện bây giờ Kim Anh cũng vậy, bản thân Kim Anh thương cái này lắm luôn á, tại vì hầu như mình rửa mặt thường xuyên, sáng rửa mặt, tối rửa mặt, thậm chí mình đi ngoài đường về mình cũng phải rửa mặt, và nó làm cho cái da mình nó trắng hồng tự nhiên nha, và nó ngăn ngừa mụn nám cho mình, ngăn ngừa mụn nám nha, ngăn ngừa nha cả nhà, ngăn ngừa mụn cám nè, mụn nám cho mình luôn. Đó là cái tiếp sữa rửa mặt này, là tiếp sữa rửa mặt Wow Clear the Wow nha cả nhà. Đó, và cả nhà ơi, mình đừng có ham cái sữa rửa mặt nào mà có nhiều bọt, tại vì khi mà cái sữa rửa mặt nào mà nó nhiều bọt á là nó phải có chất tẩy, và khi có chất tẩy thì cái da của mình á nó sẽ bị bào mòn, là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cho khô da, mà khi khô da thì cả nhà có cảm nhận không, khi khô da thì cái da mình sẽ bị nhăn lại. Như vậy á sẽ tạo cho một cái thói quen, đó là cái da của mình sẽ dễ nhăn, dễ sệ nha cả nhà nha. Cho nên cái tuyết Laura Sunshine Wow Cleanser Wow này nè, tuyết sữa rửa mặt này là vừa đủ cái độ bọt để mà mình rửa mặt. Sau khi mình tát nước lên, mình xức một ít sữa rửa mặt lên, rồi mình thêm một chút nước nữa là nó sẽ ra bọt, bọt vừa phải thôi. Và khi mà mình rửa vậy á sẽ giữ ẩm cho mình rất cao nha. Nhiều khi mình quên á, mình chỉ đi rửa mặt thôi, mình rửa mặt xong, nhưng nhớ dùm Kim Anh là phải sử dụng đúng cách. Là sao? Khi các bạn đi ngoài đường về, các bạn chịu khó tẩy trang dùm Kim Anh. Tẩy trang xong, nếu như mà ai có điều kiện thì mình tẩy tế bào chết, còn không có điều kiện thì mình rảnh thì mình tẩy tế bào chết thường xuyên, để mà mình lôi những cái phần mà mỹ phẩm mình tẩy trang không hết á, thì sau đó mình rửa sạch mặt lại với lại sữa rửa mặt ha. Đó, khi mà mình rửa sạch mặt rồi đó thì nhiều khi mình quên không có sức kem dưỡng ban đêm á, tại vì cái mặt nạ ngủ ban đêm, tức là cái dưỡng dưỡng da ban đêm của Nhật Kim Anh nè, thì ví dụ như nhà cả nhà mình rửa mặt xong mà cả nhà mình quên đi, mình không có sức kem đêm lên, thì nó thì cái sữa rửa mặt của Kim Anh nó vẫn giữ cho mình cái độ ẩm rất là cao nha cả nhà nhé. Mua một bộ phẩm giá sao vậy chị? Dai Vivan ơi, một bộ sản phẩm của Nhật Kim Anh, nguyên một bộ luôn, 9 sản phẩm, gồm 9 sản phẩm, bao gồm nè, mắt nè, Oliver tẩy tế bào chết nè, rồi kem body ban đêm nè, đó, kem body ban ngày nè, đó, phay ngày nè, phay đêm nè, đó, phay ngày nè, trị mụn nè, chống nắng nè, đó, tổng hết nguyên một bộ luôn là có giá là 6,650,000 phải không? Đúng rồi, 6,650,000 nha cả nhà nha. Vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối giùm Kim Anh.
Rồi, còn ai những ai mà muốn liên hệ để làm nhà phân phối thì vui lòng gọi 028 3537 9999, bốn số 9 nha. Ừ, để mà mình được tư vấn để tham gia liền, đăng ký làm nhà phân phối liền, để mà mình dự cái sự kiện bùng nổ vào tháng 6 hoặc tháng 8 nha cả nhà nha. Công ty sẽ thông báo sớm cho cả nhà mình. Rồi, còn một câu hỏi cuối cùng. Câu này rất là dễ nha các bạn nhé. Nhưng mà các bạn nào trả lời nhanh nhất, sớm nhất và share cái livestream này với lại để số điện thoại lên thì sẽ được trúng thưởng nha các bạn. Nếu không có người ngồi cạnh Nhật Kim Anh thì sản phẩm sẽ ok lắm. Ủa là sao? Ủa sao kỳ vậy? Không, nếu không có người ngồi cạnh. Trời ơi sao vậy? Nói chung á là bạn Hoàng Nhật Minh ơi. Sao vậy nè? Bạn Titi cũng là một trong những đại sứ của bên Nhật Kim Anh nha. Sữa rửa mặt và kem chống nắng bao nhiêu vậy ạ? Quỳnh Như ơi, kem chống nắng giá là 450.000, còn sữa rửa mặt là giá 550.000 nha. Hàng của mình là hàng cao cấp, vì vậy các bạn đừng có so đo giá. Tại vì nếu Kim Anh làm mà dạng giá bình dân á thì Kim Anh nghĩ Kim Anh bán nhiều lắm. Nhưng mà bán nhiều kèm theo là mình không có bảo đảm với lại cái mỹ phẩm của mình thì Kim Anh cũng không muốn nha. Tại vì mình làm mình phải có tâm và có tầm. Đó. Dạ. Trần Đăng, cô diễn viên xuất sắc Mỹ Lan bên dòng sông Trẻm. Cảm ơn anh Đăng nhiều nha. Ngọc Nguyễn ơi, Ngọc Nguyễn nói là không hiểu sao chứ thấy da mặt Kim Anh và chàng trai kia rất mịn và đẹp. Dạ đó, tụi em xài Laura Sunshine đó. Tại vì trước khi sản xuất Kim Anh cũng tâm sự chút xíu là trước khi sản xuất Laura Sunshine thì chính Kim Anh và chính Mr. T cộng thêm 10 người nữa. Tại vì Kim Anh mỗi loại da khác nhau á, Kim Anh thấy rằng là khi mà mình nghiên cứu về cái mỹ phẩm á thì mình phải nghiên cứu cái thời tiết nè, cái môi trường của đất nước Việt Nam mình cũng như là làn da châu Á mình á. Thì sau khi mà mình tìm hiểu và nghiên cứu để cho ra cái bộ sản phẩm này thì Kim Anh cũng nói luôn là bản thân Kim Anh phải sử dụng nó trước đã, phải thử 1 năm, và bạn Titi là thử 6 tháng. 6 tháng hôm nay là cũng là 7-8 tháng rồi. Rồi còn chị ruột của Kim Anh cũng là cái người mà Kim Anh phải thử nghiệm làm chuột bạch luôn. Rồi tất cả 7-8 người nhân viên của Kim Anh đều phải làm chuột bạch hết, bởi vì phải sử dụng trước để coi bao nhiêu thế nào rồi mình mới dám bán ra thị trường nha cả nhà. Và hơn nữa cả nhà mình ơi, Kim Anh cũng nói sơ luôn là có những người rất là thích những cái dòng hàng của nước ngoài đó, thì cả nhà mình nên hiểu giùm Kim Anh một điều như thế này. Khi mà người ta nghiên cứu một cái loại mỹ phẩm nào đó thì họ sẽ nghiên cứu cho cái làn da xứ sở của họ. Ví dụ như bên Hàn Quốc, người ta sản xuất mỹ phẩm thì họ cho cái làn da và cái khí hậu của họ bên đó. Cho nên cả nhà khi mua ở nước ngoài về á, nói ủa tại sao tôi mua hàng nhập luôn, hàng xách tay, hàng nước ngoài về Việt Nam mà tôi xài không có được. Cả nhà biết sao không? Tại vì cái khí hậu của họ khác mình nè, cái môi trường sống của họ cũng khác mình nè. Đó, cho nên là cả nhà nhiều khi cả nhà mình cái da của mình á là ở xứ sở nóng, một cái nơi nóng nắng, rồi thậm chí là cái môi trường của mình á nó cũng khác họ. Vì vậy cho nên là cả nhà mình đừng có cứ nghĩ gì hết lý do tại sao Kim Anh phải sản xuất ở Việt Nam mà Kim Anh không mang qua nước ngoài. Kim Anh sản xuất bởi vì nguyên liệu thì mình nhập ở đây, nguyên liệu thì mình nhập ở châu Âu, nhưng mình sẽ phải sản xuất ở đây bởi vì sao? Nó là công thức của mình ra là nó phù hợp với cái làn da châu Á của mình, nó phù hợp với cái làn da của những người phụ nữ Việt Nam, và đặc biệt là những người phụ nữ châu Á. Khi mà các bạn mua một bộ mỹ phẩm của Nhật Kim Anh rồi, các bạn sử dụng nó phù hợp với cái môi trường Việt Nam, nắng nóng nè, nhiều khi các bạn đi ra ngoài đường trời nắng vô cùng luôn. Rồi thậm chí khi mà mình đã nghiên cứu ở cái thị trường khắc nghiệt rồi, cái môi trường khắc nghiệt rồi, thì mình có đem bộ mỹ phẩm ở môi trường khắc nghiệt mình đi qua nước ngoài Mỹ, Pháp, Anh, Đức hay là thậm chí Hàn Quốc mình xài còn ok hơn nữa. Bởi vì sao? Cái môi trường của họ không khắc nghiệt bằng của mình, mà môi trường của họ lạnh nè, thì khi mình sử dụng nó còn ok hơn nữa, nó còn tốt hơn nữa, thẩm thấu hơn nữa nha cả nhà nha. Cho nên á, khi mà mình sử dụng và mình mua để mà mình sử dụng thì mình phải hiểu được là cái làn da của mình đang ở đâu, đang ở cái khu vực thời tiết nào, cái môi trường của họ ra sao nữa, chứ không phải là mình cứ mua cái đồ mắc tiền ở bên nước ngoài thì mình xách về Việt Nam mình xài là ok đâu nha cả nhà nha. Cho nên mình phải am hiểu một chút xíu thì
thì mình xài mỹ phẩm nó sẽ tốt hơn. Kim Anh cũng cũng không có phải là nói để các bạn mua hàng ủng hộ Kim Anh đâu, không phải. Các bạn cứ nghiên cứu, cứ tìm hiểu, tại vì cái quyền lợi là của các bạn. Và các bạn cứ tìm hiểu thoải mái, nơi nào mà các bạn cảm thấy ok và phù hợp với da của các bạn thì các bạn cứ việc sử dụng nha cả nhà nha. Giờ da Kim Anh đẹp hơn nhiều so với hồi Kim Anh đóng phim Song Sinh Bí Ẩn. Dạ đúng rồi Phan Hường ơi, thời mà Kim Anh đóng phim Song Sinh Bí Ẩn là lúc đó Kim Anh đang sử dụng á, đang mới thôi, mình cũng mới tham khảo thôi, và lúc đó mình phải sử dụng nhiều thứ để mà mình tìm ra được cái nào là cái mỹ phẩm tốt nhất. Và ngày hôm nay thì Kim Anh sử dụng hàng Laura Sunshine là tới giờ là gần 1 năm rồi nha cả nhà. Cho nên da của Kim Anh nó cải thiện ghê gớm lắm. Chống nắng. Uyên Trang, các nhà phân phối những chiến binh của Laura Sunshine vào trả lời khách kìa. Khách mua hàng kìa mọi người ơi. Cả nhà ơi, em cũng nói luôn là thật sự ra Kim Anh không có bán lẻ. Vì vậy Kim Anh để cho các nhà phân phối của Kim Anh bán lẻ. Vì vậy cho nên cả nhà mình cứ liên hệ với các nhà phân phối nha. Mọi người ơi, ghim cái số điện thoại của các nhà phân phối lên đi để khách dễ mua hàng. Còn lại thì những ai muốn làm nhà phân phối của Nhật Kim Anh, làm nhà phân phối cho công ty Laura Sunshine, mỹ phẩm cao cấp Laura Sunshine, thì vui lòng liên hệ 028 357 9999 nha. Rồi bây giờ chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng nào. Rồi share live stream lại lên nè, share live stream nào. Rồi đọc đi nè. Và khi trả lời câu hỏi là các bạn phải để số điện thoại nữa nha. Và như vậy mới là đúng. Rồi câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng. Câu số 10. Và đây cũng là một món quà cuối cùng để gửi tặng cho vị khán giả nào, vị khách hàng nào của Nhật Kim Anh trả lời đúng câu hỏi này nha. Và nhớ dùng Kim Anh là phải share live stream này, tại vì cái tip ai này trị giá tới 1,2 triệu lận và xài rất là lâu nha cả nhà. Tại vì một lần xài nó chỉ là một giọt thôi mà, một giọt thôi à. Đây nè cả nhà nè, khi mà mình bóp ra đó, nó chỉ có nhiều đây thôi đó cả nhà, thấy không đó. Và mình cứ massage vùng này, sau khi mình bôi kem lên thì mình vỗ nhẹ như thế này nha đó. Và nhớ nha, nếu ai mà muốn chống nhăn vùng này thì có thể xài luôn, chống nhăn cái vùng râu rồng này của mình cũng có thể xài luôn nha cả nhà. Rồi bạn Phương Nguyễn ơi, nếu mà bạn muốn mua hàng thì bạn hãy liên hệ các nhà phân phối ở gần nha, gần Phương bạn Nguyễn nha. Muốn mua kem sữa rửa mặt nè, chống nắng nè, kem dưỡng ban đêm nè. Rồi bạn Phương Nguyễn liên hệ các nhà phân phối giùm Kim Anh nha. Rồi, đọc câu số 10 giùm chị đi. Câu số 10 là khi sở thú bị cháy, con gì chạy ra trước nhất? Đó, con gì chạy ra trước nhất khi mà sở thú bị cháy nha cả nhà. Trả lời nhanh nào. Nhanh nào. Bóp nào ít nhanh thôi, nhanh không là hết chị ơi, thoải mái lắm em ơi. Cái tiếp này 30g. 30g lận rất là nhiều. Rất là nhiều luôn nha, xài đâu cả 6 tháng đến 1 năm, nếu mà xài nhiều thì 6 tháng, còn không thì cả năm trời mới hết cái tip này nha. Cho nên 1,2 triệu thật sự ra chia nhỏ ra mỗi ngày các bạn xài không có bao nhiêu tiền đâu, có mấy ngàn bạc à. Rất là rẻ luôn á. Trời ơi, có người trả lời trúng rồi kìa, trời ơi. Em ơi, kiểm tra Hà Phương coi là đã share live stream chưa nha. Hả? Bạn Hà Phương này hình như nãy trúng rồi nè. Hà Phương trúng rồi, hồi nãy trúng rồi phải không? Trúng rồi thì thôi, không có cho. Trúng rồi phải dành cho người khác. Rồi, chúc mừng Nguyễn An. Nguyễn An đã trúng rồi nè. Coi Nguyễn An để chị xem. Hà Phương hồi nãy trúng rồi cho nên nhường cho người khác nha em. Rồi, chúc mừng bạn Nguyễn An trả lời câu trả lời đó là con người. Đó, khi sở thú cháy thì con người là cái con mà chạy ra đầu tiên. Đó, chạy ra trước nhất. Em kiểm tra coi Nguyễn An đã share live stream chưa nè. Kiểm tra chưa? Share live stream chưa? Chúc mừng em nha. Em trúng cái tip ai này trị giá 1,2 triệu nha. Rồi ok, chúc mừng em. Có số điện thoại luôn để bên nhân viên công ty sẽ liên hệ với các bạn để mà mình nhận quà nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và một lần nữa cảm ơn tất cả nhà mình đã coi cái livestream này của Nhật Kim Anh. Một lần nữa thì Kim Anh cũng nói luôn là cả nhà mình á cứ mua hàng của Nhật Kim Anh để sử dụng. Và Kim Anh cũng nói luôn về hai cái dòng phay này của mình một chút xíu. Cái phay ngày và phay đêm. Thật sự ra hiện bây giờ bên Kim Anh đang hết hàng. Và các nhà phân phối hầu như cũng đang có hàng nhưng mà cũng không có nhiều đâu cả nhà. Cho nên cả nhà vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối để đặt liền nha.
Và cái free ngày free đêm của Kim Anh á, nếu như Kim Anh nói về các bạn ở khu vực miền lạnh nha, khu vực lạnh nha, thì cái free ngày của mình nó có một cái chút xíu chống nắng, và có chút chống nắng nè, có chút make up. Khi mà các bạn không muốn make up, các bạn chỉ có dùng cái này vừa dưỡng da mà vừa make up luôn, thì cái free ngày của mình đó, xài free ngày. Mà khi mà mình ở cái khu vực lạnh á thì free ngày nó có chống nắng, vì vậy cho nên nó sẽ hơi khô da. Thì trước khi các bạn sử dụng cái free ngày, các bạn chỉ cần chấm 5 điểm trên gương mặt của mình, 5 điểm nha, bằng một cái hột đậu của mình thôi, để dưỡng ẩm bằng cái ban đêm xuống trước. Mình lót một lớp ban đêm xuống trước, sau đó thì mình đánh cái kem ban ngày lên. Nếu ai mà kỹ hơn một chút xíu á, thì mình sử dụng cái Laura Sunshine chống nắng này nữa lên một ít thôi. Tại vì hàng của Dược Kim Anh nó rất là đậm đặc, vì vậy cho nên cả nhà mình sử dụng ít thôi nhá. Sử dụng ít thôi, mình bôi đều ra và đừng có lạm dụng kem quá. Tại vì cái chân, cái ví dụ như mình sức ngày hôm nay thì ngày mai mình sức, nhưng mà sức nhẹ nhẹ, sức ít thôi. Đó, và nhớ là khi mình rửa mặt á, sạch sẽ, tẩy trang sạch sẽ thì mình phải để cho da mình thở khoảng 1 tiếng, 2 tiếng sau mình hãy xức những cái kem khác lên nha cả nhà nha. Đó. Rồi cả nhà mình muốn mua hàng, thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối. Và nếu như mà ai mà muốn làm nhà phân phối với Nhật Kim Anh, hợp tác với Nhật Kim Anh, thì vui lòng gọi 028 3537 9999 nha, 4 con số 9 nha cả nhà. Và Kim Anh có ghim cái số điện thoại của các nhà phân phối ở đây. Ngoài những nhà phân phối độc quyền ở đây thì chúng ta vẫn, bên công ty vẫn có những đại lý cấp 1, cấp 2, và những CTV là các cộng tác viên đó cả nhà. Thì các bạn đó thì Kim Anh không thể nào ghi cái số điện thoại lên đây được. Nên ở trên đây là tất cả hơn 30 nhà phân phối độc quyền của Nhật Kim Anh ở tất cả các tỉnh thành. Vì vậy cho nên là vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối hoặc các đại lý, các cộng tác viên dùng Kim Anh nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi livestream này của Nhật Kim Anh. I love you. Cả nhà ơi, để em nói tí. Em nói đi. Em nói thiệt chứ, trong đây có mười mấy nghìn người lận á. Rồi. Mấy nghìn người coi lận á. Mà các bạn muốn giao lưu với lại Ti á thì các bạn có thể qua trang Phạm Linh Phương nha. Linh Phương Phạm hả? Ok. Linh Phương Phạm nha các bạn nha. Các bạn xem người theo dõi là khoảng chừng 200 mấy nha. 200 gần 250 người á. Nhớ nè cả nhà ơi, Mr. Ti cũng như là Facebook của Nhật Kim Anh á thì hiện bây giờ rất là nhiều các bạn giả mạo. Vì vậy cho nên là cả nhà mình á rất là dễ để phân biệt là trang thật của Nhật Kim Anh, trang thật của Mr. T. Thì cả nhà mình coi cái lượt follow, coi cái lượt follow nha cả nhà. Lượt follow nào khủng khiếp của Kim Anh á, thì bên trang cá nhân là cũng gần 400 ngàn người theo dõi. Còn cái trang fanpage này á, là gần 6 triệu người. Thì bạn Mr. T á, là gần 300 ngàn người theo dõi. Thì cả nhà nhớ coi trên cái lượt người theo dõi để mà mình phân biệt cái nào là thật và cái nào là giả nha. Coi chừng bị lừa đảo á cả nhà. Có rất là nhiều người cứ tạo cái Facebook tên Nhật Kim Anh rồi tên Linh Phương Phạm để mà mình đi lừa gạt cái này cái kia, thì rất là nguy hiểm nha cả nhà nha. Cái này là Kim Anh cảnh báo luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mặc dù là mình đã chơi xong trò chơi và hiện bây giờ chúc mừng 10 người. 10 người đã trúng thưởng cái tiếp serum chống nhăn, chống thâm vùng mắt này của Nhật Kim Anh. Và đặc biệt là cái chai chống nhăn, chống thâm vùng mắt này á, có cái đầu massage cực tốt. Đó, cho nên là chúc mừng 10 bạn nha. Và trị giá của tiếp Ice Laura Sunshine này đó là 1,2 triệu nha cả nhà. Các bạn ngày hôm nay á, mình chỉ có việc share livestream nè, theo dõi Facebook nè, và trả lời câu hỏi thôi là chúng ta đã có cái tiếp ai trị giá 1,2 triệu rồi. Quá đơn giản phải không nè. Bạn ơi, đâu rồi, có một cái bạn là H Minh E Nui vậy nè, bạn nói là chơi không công bằng chỉ chúng người quen chứ... không có chúng người quen nha bạn. Bây giờ các bạn ơi, các bạn xem lại cái livestream và những người chúng và những người được ghim trên đó thì các bạn kiểm tra xem có là phải là người quen của không ở đó. Đây á, tại vì em biết sao không, ở đây á là mình không giới hạn, kể cả mình cho các nhà phân phối chơi trò chơi luôn, cho nên là có nhiều người á họ tự trả lời, thì cái này Kim Anh không giới hạn nha các bạn. Chứ đừng có thấy là những người ta úp bán hàng thì là đó là người quen của Nhật Kim Anh nha, không phải nha cả nhà nha. Cái này là Kim Anh chơi rất là công bằng. Đó, và lần sau Kim Anh cũng thông báo luôn, lần sau chúng ta chơi trúng vàng sẽ không cho các nhà phân phối vào chơi nha.
chỉ chơi dành cho những khán giả của Nhật Kim Anh hoặc là những khán giả của Mr. T và những người share livestream và đặc biệt ghi đúng câu hỏi, và mình sẽ coi không phải là nhà phân phối, không phải là CTV thì mới được trúng nha. Tuy rằng nó hơi thiệt thòi cho các bạn một chút, nhưng mà các bạn cũng thông cảm dùng Kim Anh để tránh cái trường hợp là các bạn kêu là không công bằng. Thật sự Kim Anh chơi là Kim Anh chơi fair lắm, chứ không phải là không công bằng đâu nha cả nhà nha. Rồi, nhắc lại một lần nữa số điện thoại để có thể liên hệ đăng ký làm nhà phân phối, là đăng ký làm đại lý bên công ty Laura Sunshine, công ty hợp tác với Nhật Kim Anh. Các bạn muốn hợp tác với Nhật Kim Anh thì vui lòng gọi 028 35 37 9999 nha, tứ quý 9. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bây giờ thì Kim Anh phải về rồi, tại vì ở bên công ty tới giờ này cũng chưa ăn uống gì cả. Trả lời trúng mà Kim Anh. Ủa, bạn Hương Đoàn ơi, bạn đang comment là khi mà sở thiếu thú cháy á, thì làm sao là con người chạy ra trước? Mấy con vật bị nhốt hết rồi sao nó chạy ra trước con người được bạn? Bây giờ con người con vật là chỉ có con người với con vật thôi. Chỉ có con người mới chạy ra nhanh nhất thôi nha bạn nha. Giải thích cho bạn hiểu luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều. Hy vọng lần sau Kim Anh chơi trò chơi, cả nhà mình cố gắng theo dõi trang fanpage của Mr. T, trang fanpage của Nhật Kim Anh và trang cá nhân của Nhật Kim Anh để mình để nhận được cái thông báo sớm nhất, để mà mình sắp tới sẽ có những trò chơi mình trúng vàng, trúng tiền nha cả nhà nha. Và đặc biệt là sẽ không cho các nhà phân phối chơi nữa, để cho mọi người friendly nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye, bye bye. Chúc cả nhà một đêm thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye. Lại. Chào cả nhà. Vâng vâng. Chào cả nhà ơi, xuất hiện đi nào. Cả nhà mình vào đi nha, để ngày hôm nay chúng ta sẽ có sẽ nhận những tip eye. Lấy chị cái hộp nè. Có những cái tip eye trị giá tới 1,2 triệu lận, sẽ tặng cho những người nào trả lời đúng câu hỏi của Nhật Kim Anh nha. Chào Bánh Hạ. Chào Ngọc Linh Đỗ, chào Đinh Kim Tuyền, chào cả nhà mình nha. 1,200 người rồi, chúng ta lên khoảng chừng 50,000 chúng ta bắt đầu chơi trò chơi nha. Và khi các bạn like và các bạn trả lời đúng câu hỏi đó, thì cũng giống như cái chương trình từ trước tới giờ, mình cũng giống như lần trước Kim Anh livestream chung với lại Lê Dương Bảo Lâm á, các bạn trả lời câu hỏi của Kim Anh thì các bạn phải để cái số điện thoại của các bạn kế bên, và sau đó thì các bạn phải share về tường của các bạn nữa thì các bạn mới trúng cái tip ai này nha. Ngày hôm nay không có quảng cáo về mỹ phẩm đâu, ngày hôm nay cho mọi người chơi chơi trò chơi để mà mình trúng thưởng thôi. Và ngày hôm nay Kim Anh livestream cùng với lại Mr. T, một tràng pháo tay nào. Ngày hôm nay hai chị em sẽ like và chơi trò chơi trúng thưởng. Và trúng thưởng đó là sau khi mà các bạn trả lời câu hỏi của Nhật Kim Anh xong, thì các bạn nhớ là để cái số điện thoại của các bạn bên cạnh nha, để mà bên công ty, bên nhân viên công ty sẽ gọi điện thoại cho các bạn và sau đó sẽ tặng gửi cái tip ice này cho các bạn. Và nhớ là phải share livestream này của Nhật Kim Anh nha. Sau khi mà kiểm tra thấy share livestream rồi sẽ tặng tip ice trị giá 1,2 triệu nha cả nhà. Cả nhà vào đi, vào share đi cả nhà ơi. Bây giờ 5,000 người thì Kim Anh bắt đầu đố nha. Cái tip ice này của mình đó là nó sẽ chống nhăn và chống thâm cái vùng mắt này của mình, tại vì phụ nữ của mình đó rất là dễ mau già, và cái phần mà nó tố cáo tố giác cái tuổi già mình nhiều nhất đó là cái vùng mắt này. Vì vậy cho nên là khi mà các bạn trả lời đúng câu hỏi của Nhật Kim Anh thì Kim Anh sẽ tặng cái tip ai là giá trị của tip ai là 1,2 triệu nha cả nhà nha. Rồi bây giờ chúng ta đã được 5,000 người thì bây giờ nhớ Kim Anh nhắc lại thể lệ cuộc chơi của mình nè,
là sau khi mà các bạn trả lời đúng câu hỏi của Nhật Kim Anh, nhớ nha là cả nhà trả lời câu hỏi và nhớ ghi cái số điện thoại bên cạnh, và sau đó thì phải share cái live stream của mình, nhớ là phải share live stream này nha. Sau khi share live stream này rồi á, Kim Anh, nhân viên của Kim Anh sẽ kiểm tra, nếu mà các bạn đã share rồi và các bạn trả lời đúng câu hỏi của Kim Anh thì các bạn sẽ được tặng cái tip ai này nha, gửi tới tận nhà luôn, gửi tới tận nhà luôn, gửi tới tận nhà cho các bạn luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nha. À, mau share live stream đi nè, biết đâu được mình sẽ là người được hưởng tip ice này, chống nhăn chống thâm vùng mắt, là trị giá 1.200.000 nha cả nhà. Rồi ok, câu hỏi đầu tiên dành tặng cho cả nhà mình: trong bài hát nào của Nhật Kim Anh có tên, nghe tên thôi là đã cảm thấy lạnh rồi, cả nhà mình trả lời nhanh đi nào. Đó, à, bài hát nào nha, bài hát nào mà nghe tên là đã cảm thấy lạnh luôn rồi đó. Bài hát nào, nhanh lên các bạn ơi, nhanh lên các bạn nhanh ơi. Nhanh lên nào, nhanh lên, hệ thống mà... chơi được không chế ơi. Nguyễn An, hệ thống là cái gì vậy bạn? Hệ thống chơi là sao? Vũ Liên ơi, Viên Lương ơi, em để số điện thoại, em phải để bạn để số điện thoại, bạn phải để cái câu trả lời và sau đó mới để số điện thoại nha. Nào, mọi người vào đi nào. Mưa lạnh, sai. Mưa lạnh không phải, nghe cái tên bài hát là cảm thấy lạnh chứ không phải là mưa lạnh thì mình lạnh nha. Mà album đầu tay nha chứ không phải là. Nào, nè nhắc lại câu hỏi nè, nhắc lại câu hỏi của Kim Anh nè, trong bài hát nào của Kim Anh nghe tên là thấy lạnh mà trong album đầu tiên. Đoạn đường vắng mà cảm thấy lạnh gì trời. Đoạn đường vắng sao lạnh được, chưa đúng nha Nguyễn An. Nè, mưa lạnh sai luôn rồi Khánh Hà ơi, không phải. Mưa lạnh sai. Nghe là phải thấy lạnh rồi, chứ còn cái này là mưa lạnh là không đúng, sai. Lạnh Thúy Hằng ơi, em phải share live stream và sau đó trả lời câu hỏi và ghi cái số điện thoại của mình để được nhận cái tip ice này nha, trị giá 1.200.000 lận. Nha cả nhà. Cái nhà share cái live stream này nha. Mưa lạnh sai rồi, mưa lạnh là không đúng. Mưa lạnh sai rồi. Huỳnh Ngọc mưa đã tặng. Kim Anh đã nói là album đầu tiên chứ không phải là mấy album mới đây nha cả nhà. Cả nhà ơi, đọc lại nè. Trong bài hát nào của Kim Anh nghe tới tên là đã thấy lạnh nhưng mà trong album đầu tiên nha. 13.000 người đang coi livestream này, nhớ là share livestream để mình được nha. Lâu đầy cát sai rồi Thế Hằng ơi, không phải lâu đầy cát. Sai rồi. Trời ơi, bởi vậy đâu có phải dễ mà lấy được cái tip ai đâu phải không? Đó, cái này cũng là một phần để coi là khán giả của Nhật Kim Anh có nhớ những bài hát của Nhật Kim Anh không nè. Nói dài sao cứ lặp lại nhiều lần. Ủa không lặp lại nhiều lần rồi sao mà người ta mới vô người ta coi được hả bạn Bình Trần? Hả? Rồi, bé Tiên lâu đầy cát sai rồi em ơi, Tăng Đồng tình là thủy tinh. Tình là thủy tinh liên quan gì tới lạnh không? Hả? Tình là thủy tinh liên quan gì tới lạnh? Tăng Đồng trong đó nữa. Nào, nhanh lên nào, share live stream và mình sẽ được tặng một tip ice. Nhanh lên. Nữ dữ thần vậy trời. Phạm Thị Nhàn, chào bạn nha. Linh Hồn Tuyết, chính xác, Ngọc Thúy trúng rồi nè, Ngọc Thúy ghim nè. Kim Anh ghim nha. Ủa đâu rồi, chết rồi. Đâu rồi? Rồi, Thúy Ngọc, Linh Hồn Tuyết, chính xác. Nào, em ơi ghim Thúy Ngọc là Thúy Ngọc giùm chị đi. Thúy Ngọc trúng rồi nha, chúc mừng Thúy Ngọc đã trúng Laura Sunshine, ghim chưa? Chết rồi, chị ghim không có được đây nè. Ghim chưa? Kiểm tra coi có xe live stream chưa? À đây. Rồi ok, ghim rồi, ghim Thúy Ngọc rồi nè. Kiểm tra coi bạn Thúy Ngọc hả? Có xe chưa? Có xe rồi, chúc mừng nha. 1.200.000 đã về tay bạn Thúy Ngọc. Chính xác là ca khúc Linh Hồn Tuyết nằm trong album đầu tiên của Nhật Kim Anh. Xin chúc mừng bạn nha. Rồi, bây giờ cả nhà mình ơi, mưa đã tạnh. Đã có chủ nhân đầu tiên của một tip ai trị giá 1.200.000 rồi nha, Thúy Ngọc. Cả nhà mình đúng rồi, TT đó bạn kiếp bất phục ơi, TT chào bạn, yêu cầu kìa, kiếp
vạn kiếp vạn kiếp bất phục. Rồi mình chào bạn, mình là TT của nhóm HKT. Bạn cũng là cổ đông ở trong công ty Laura Sunshine luôn đó. Rồi cả nhà mình ơi, trước khi mình live stream tiếp thì Kim Anh cũng nói luôn, tiếp Ice của Nhật Kim Anh á là nó có cái đầu massage rất là ok. Cái đầu massage này á, nó có thể massage cái vùng mắt, vùng thâm, nó chống nhăn và chống chống thâm vùng mắt này, để có thể tan ra, để mà nó không có bị bỏng cái chỗ này nè cả nhà. Tại vì nhiều khi mình thức khuya, thức hôm, mình làm máy tính. Tại vì cả nhà nhớ nha, là nhiều khi mình ngồi trên máy màn hình vi tính á, nó cũng rất là hại. Tại vì cái tia UV đó nó rất là nguy hại nha cả nhà. Vì vậy cho nên là không phải là mình thức đêm thì mình xài không đâu, mà mình phải luôn luôn sử dụng. Từ 16 tuổi đã có thể sử dụng được cái tip eye này rồi nhá. Và cái tip eye này trị giá là 1,2 triệu và chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Có nhiều người hỏi, ủa sao Kim Anh năm nay 34-35 rồi mà sao cái vùng này của Kim Anh không có nhăn? Tại vì nhiều người phụ nữ họ quan niệm rằng là chỉ làm cho da đẹp, chỉ làm cho body mình đẹp, nhưng không ai để ý cái vùng nhăn này nha. Rất là quan trọng nha. Cả nhà muốn mua hàng hoặc là muốn tư vấn thì vui lòng gọi đến các nhà phân phối để mà mình có thể mình cầm trong tay cái tip eye này. Và tip eye này của Kim Anh là chiết xuất từ tảo biển nha. Chiết xuất từ tảo biển nha, Ice Laura Sunshine. Rồi bây giờ tới câu hỏi thứ hai. Xin chào 25.290 người đang coi cái livestream này nha. Và cả nhà mình hãy share livestream để mình có thể hưởng được cái tip eye trị giá 1,2 triệu này. Đây. Câu hỏi thứ hai của Nhật Kim Anh nha. Album đầu tay của Nhật Kim Anh có tên là gì? Trả lời nhanh. Come on. Rồi bây giờ chị bỏ ghim Thúy Ngọc nha. Thúy Ngọc đã trúng rồi cho nên là chị bỏ ghim nha. Bỏ ghim đi bạn ơi. Rồi ok. Lâu rồi mới thấy anh TT, một thời của em ghê chưa? Đó, một thời của em gặp Nguyễn Tuấn Giang kìa. Cảm ơn bạn nhiều nha. Đó, bạn thấy Tuấn này cho bạn ra ngoài đi nè. Bạn nói chuyện xàm quá, cho bạn ra ngoài chơi luôn đi. Rồi ok. À trời ơi cái bà. À, không có chơi vậy nha. Không có được à. Không có được. Chăm vậy là không được nha, chị không có đồng ý. Trong này là chưa mới vừa hỏi cái là trả lời liền là tôi biết liền đó nha. Alo. Cả nhà mình trả lời nhanh nè. Bây giờ Kim Anh đọc lại cái câu hỏi đầu tiên nha. Nè, ê câu hỏi thứ hai chứ. Album đầu tay của Nhật Kim Anh có tên là gì? Đâu rồi? À, có người trả lời. Trời ơi, sao cái này nhanh quá vậy trời? Sao trả lời nhanh quá vậy? Chúc mừng A Nguyên Nguyễn nha. Chúc mừng A Nguyên Nguyễn. Rồi, ghim bạn A Nguyên Nguyễn coi bạn share livestream chưa? Kiểm tra giùm mình coi. À Việt Bùi ơi, ông xã mình ở dưới Cần Thơ không có ở đây nha bạn. Rồi, chúc mừng em Yên Nguyễn. Nhưng mà bạn không có ghi số điện thoại bằng em Yên Nguyễn ơi. Bạn ghi số điện thoại vô nha. Cái này là mình không giới hạn cho cả nhà phân phối chơi luôn, thoải mái nha cả nhà nha. Cho nên là mình không có giới hạn tất cả mọi người, ai chơi cũng được hết, miễn là đúng luật thôi. Rồi, còn ai nữa nào? Rồi quá trời người trả lời luôn nhưng mà có người trúng mất tiêu rồi. Thôi chắc phải hỏi cái câu nào khó đi. Cái câu nào khó đi chứ cái câu này nó dễ quá trời luôn rồi nè. Rồi nói vào đi. A Minh Nguyễn cố gắng ghi cái số điện thoại nha em. Rồi ok. Chốt. Rồi bây giờ mình hỏi câu hỏi thứ ba đi. Câu ba ổn không? Câu hỏi thứ ba nè. Tháo ghim đi em ơi. A Minh Nguyễn trúng rồi. Bây giờ nè. Bây giờ câu này mới là hóc búa đây nè. Cả nhà mình chuẩn bị tinh thần nha. Rồi có người trúng rồi mọi người ơi. Có người trúng rồi Ngọc Trang ơi. Thư Võ ơi có người trúng rồi. Minh Nguyễn đã trả lời đầu tiên rồi nha. Ok. Bộ phận nào trên cơ thể người đàn ông vô dụng nhất? Cả nhà trả lời nhanh nào. Come on. Nhà nhỏ quá kìa. Mở lớn lên xíu nào. Rồi cả nhà mình ơi ghi trả lời câu hỏi, sau đó ghi thêm cái số điện thoại bên cạnh rồi bắt đầu share livestream mới tính nha. Phải có share livestream thì mới nhận được quà. Giá trị của cái hộp mắt này á, chống nhăn chống thâm vùng mắt và có đầu massage luôn nha cả nhà, có cái đầu massage chống nhăn chống thâm vùng mắt là trị giá là 1,2 triệu. Vì vậy cho nên là những ai may mắn trúng thưởng thì Kim Anh không nói, còn những khách hàng nào muốn mua
Cái serum chống nhăn, chống thâm vùng mắt này thì vui lòng liên hệ các nhà phân phối. Kim Anh sẽ ghim số điện thoại của các nhà phân phối trên này, hoặc là ở trên này cũng có một số nhà phân phối đang ở trong này, thì các bạn có thể liên hệ với các bạn đó để mà mình mua nha. Còn Kim Anh thì Kim Anh không bán lẻ nha. Có người trả lời kìa, có người trả lời đúng kìa. Ai? Đâu rồi? Đây. Nè, ai nè, bộ phận trên cơ thể người đàn ông, cái bộ phận nào là bộ phận vô dụng nhất? Đâu? Qua rồi. Đây. Sao nhanh quá vậy? Đây, chơi không có vui gì hả? Bạn Chúc Đào, xin chúc mừng bạn Chúc Đào nha. Đó, bộ phận trên cơ thể người đàn ông mà vô dụng nhất đó là cái ti. Cái ti nha. Ti. Chúc Đào. Rồi. Chúc Đào trả lời đầu tiên. Đây, để chị ghim cho. Rồi, chị ghim rồi đó. Thấy chưa? Xin chúc mừng Chúc Đào nha. Chúc Đào có xe không? Chúc Đào ơi, phải kiểm tra coi Chúc Đào có xe cái livestream này không. Nếu mà xe cái livestream này thì mình mới được tặng cái tip serum. Chưa xe. Vậy là vẫn còn cơ hội nha mọi người. Rồi, bỏ ghim. Bạn ơi, bạn phải xe thì mới được tính nha. Xe livestream này mới được tính nè. Cái nhà phải xe và để luôn số điện thoại. Rồi, chị Thị Lan ơi, chị Trần Thị Lan nè, chị được trả lời đúng nè, nhưng mà chị không để số điện thoại cũng không được tính luôn nha. Ai? Thận ruột, trời ơi, cái nào nó cũng có dụng mà các bạn. Ngực là đúng rồi nè. Phượng Nguyễn chúc mừng. Không, Phượng Nguyễn là trả lời sau Nguyễn Ái Loan. Nguyễn Ái Loan là trả lời đầu tiên là bộ phận ngực. Nhưng mà em ơi, em không có để số điện thoại. Em phải để số điện thoại mới được tính nha. Vậy là bạn Phượng trả lời câu hỏi và sau đó là mình phải để số điện thoại kế bên. Rồi, Phượng Nguyễn đúng rồi nha. Chúc mừng Phượng Nguyễn. Rồi, ghim bài của Phượng Nguyễn nè. Kiểm tra coi Phượng Nguyễn đã share livestream chưa để nhận được phần quà trị giá. Trị giá của phần quà là tới 1,2 triệu lận nha cả nhà. Rồi, chúc mừng Phượng Nguyễn. Rồi, bây giờ trong cái thời gian này nè, Kim Anh sẽ đọc một câu hỏi nữa nha. Cả nhà mình chuẩn bị tinh thần chưa nào? Xin lỗi chị ơi. Móng tay móng chân cái gì vậy Phạm Trường? Móng tay móng chân cũng dùng để gãi vậy đúng không? Mình cũng dùng để mình gãi vậy nè, ruột nè, mắt, tim, gan, phèo phổi, lông mày. Trời ơi, sao lông mày được? Bộ phận mà, cái này là những cái phía ngoài rồi, không có tính là bộ phận được nha cả nhà nha. Cái mà đàn ông, cái bộ phận nào trên cơ thể người đàn ông mà vô dụng nhất thì đó chính là cái titi nha bạn. Cái titi này, cái titi cái bên. Rồi, ok, Phượng Nguyễn là xong rồi nha. Mình bỏ ghim bạn nè. Xong rồi, chúng ta đã có người trúng cái giải thưởng này rồi nha. Giải thưởng trị giá tới 1,2 triệu lận. Cảm ơn 31.589 người đang coi cái livestream này của mình. Bỏ ghim giùm chị đi. Mở nhạc con lớn giùm chị cái coi nào. Rồi, bây giờ một cái câu hỏi này mới là hóc búa nè. Đó, cả nhà ơi, những ai mà mình muốn mua serum chống nhăn, chống thâm vùng mắt á, mà Kim Anh đã sử dụng hơn một năm nay và hiệu quả vô cùng. Thật sự ra cái vùng này mình cười á, nó cũng không có nhăn luôn á cả nhà. Và nó phải, cái gì Kim Anh cũng nói luôn là hàng của nhiều Kim Anh á, là luôn luôn nó là thiên nhiên, tự nhiên. Vì vậy cho nên là cái gì nó cũng phải từ từ nha. Tại vì không có chứa hóa chất, không có chứa corticoid và không có chứa chất nghiện kem. Để mà mình khi mà mình sử dụng thì nó đẹp, nhưng mà khi không sử dụng nữa thì nó sẽ bị xùi ra, nó xấu xí nha cả nhà nha. Cho nên cả nhà nhớ giúp giùm em là hàng thiên nhiên thì cái gì nó cũng phải từ từ nha. Rồi, câu hỏi nữa, câu hỏi thứ 5. Chúng ta vẫn còn 50 phần quà nữa lận, cho nên cả nhà mình cứ yên tâm một điều rằng là chúng ta sẽ có cơ hội để nhận giải thưởng 1,2 triệu. Đó là serum chống nhăn vùng mắt và nó có cái đầu massage rất là ok. Câu số 5. Câu số 4 chứ nãy giờ mình mới 3 câu mà phải không? Rồi, câu số 4 của chúng ta đó là cơ quan quan trọng của người phụ nữ. Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ là cơ quan nào? Câu này thì khó nè. Cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ, cái này là mình không có mình trả lời lái một xíu nha. Mình không có đi đúng vào chủ đề đâu nha cả nhà. Rồi, trong thời gian chờ mọi người suy nghĩ nha, em nói sơ về cái hiện bây giờ cái body, cái chai kem body của mình á. Nhớ nha cả nhà, phải like và phải share nha. Phải share thì mới được tính nha. Nói sơ về cái kem body ngày của mình một chút xíu. Hiện bây giờ Kim Anh đang được rất là nhiều các chị em phụ nữ, đặc biệt là các hot girl đang rất là mê mẩn bởi vì cái body ngày. Tại vì sao? Nó vừa là body ngày,
vừa make up, vừa chống nắng, vừa giữ ẩm, mà đặc biệt hơn nữa là có thể mà make up body của mình để mình đi dự tiệc. Ví dụ mình mặc đồ, những cái bộ đồ mà mình hở đó, thì đây nè, Kim Anh sẽ làm cho cả nhà coi nha. Đó, sau khi mà mình bôi kem lên á, mình bôi kem lên nè, thì cái kem body ngày của Kim Anh nó sẽ thẩm thấu và nó make up cái da mình rất là đẹp, đẹp một cách tự nhiên chứ không phải là đẹp trắng trắng tươi trắng tinh, mà nó nhìn nó bị ghê nha, nó rất là trắng. Ê, kiểm tra câu hỏi giùm chị coi. Kiểm tra nãy giờ. Coi tim gan bùng trứng là sai nha. Tim gan bùng trứng là sai nha. Cơ quan nào của người phụ nữ? Cơ quan nào của người phụ nữ quan trọng nhất? Cơ quan quan trọng của người phụ nữ. Đó. Ủa, không phải của người phụ nữ đâu. Có người nè. Trời ơi, sao trả lời nhanh quá vậy? Có người trả lời đúng rồi. Thì Kim Anh ai trúng rồi? Hoa do. Ai trúng? Sao nhanh quá vậy ta? Đây nè. Hoa do, rồi hoa do, chúc mừng hoa do. Đó, câu hỏi là cơ quan quan trọng nhất của người phụ nữ, đó là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ nha cả nhà nha. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Rồi, chúc mừng bạn, sao mà nhanh quá vậy ta? Trời ơi, trời. Chắc dễ quá. Đó, bây giờ nói sơ về cái chúc mừng hoa gió, kiểm tra coi bạn hoa gió đã xe chưa? Xe rồi phải không? Chúc mừng bạn đã trúng một cái tip ai trị giá 1.200.000 nhé. Chúc mừng bạn. Và Kim Anh cũng nói thêm là cái body ngày của mình á, nó vừa make up. Mình còn nhiều câu hỏi lắm nha cả nhà. Cả nhà share đi nha. Mình còn nhiều câu hỏi dễ thương lắm nè. Đó, khi mà mình xài xong nè, cả nhà thấy không, cái tay mình á, nó trắng mà nó trắng tự nhiên lắm. Đó, trắng tự nhiên mà nó mịn vô cùng. Và Kim Anh cũng nói luôn, cái body ngày của mình nó có chống nắng. Vì vậy cho nên các bạn ở xứ lạnh á, trước khi mình xài cái này, mình bôi một lớp. Nếu như mà lạnh á, thì mình sẽ bôi một lớp kem đêm, kem body đêm để cho nó dưỡng ẩm nha. Sau khi dưỡng ẩm rồi đó, thì mình bôi body ngày vào, thì nó sẽ thẩm thấu hơn và nó giữ ẩm hơn khi mình ở xứ lạnh nha cả nhà nha. Những ai muốn mua về sản phẩm của Laura Sunshine, đặc biệt là tip ice, serum ice này nè, thì các bạn vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối của Nhật Kim Anh nha. Bản thân Nhật Kim Anh không có bán lẻ nha cả nhà nha, cho nên các bạn đừng có inbox vào đây của Nhật Kim Anh nha. Các bạn muốn mua hàng thì liên hệ tới các nhà phân phối. Còn nếu các bạn mà muốn làm nhà phân phối với Kim Anh, muốn được làm nhà phân phối và làm đại lý cho Nhật Kim Anh, thì vui lòng gọi 028 35 37 99 99 4, số 9 nha cả nhà nha. Đó, rồi bỏ ghim bạn hoa gió đi, hoa gió đã trúng rồi nha. Hoa gió trúng rồi nè, chúc mừng hoa gió nè. Mình không biết trò chơi đó vì không đủ trí tuệ. Thôi thì tặng cho mình một tip đi. Trời ơi, sao bạn khôn quá vậy bạn Trang? Bạn phải vận động chứ. Phải vận động, cái gì cũng vậy. Mình phải vận động thì mình mới có được quà và mình có được tiền chứ bạn. Đúng không? Giá trị giải thưởng của chúng ta lên tới 1.200.000 lận. Cả nhà chịu khó share live stream đi nha. Comment đầu mà bạn hơi gió được. Tại bạn biết sao không, Nguyễn Thúy Lộc ơi, nhiều khi cái mạng livestream của mình nó bị lắc á, cho nên là tôi thấy bên Kim Anh là thấy cái nào đầu tiên là mình sẽ đăng cái đó đầu tiên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi thứ 5. Cả nhà ơi, nhớ là mình phải share livestream, trả lời câu hỏi và ghi số điện thoại bên cạnh thì mới gọi là hợp lệ nha cả nhà nha. Rồi câu hỏi thứ 5, con gì đầu dê mình nóc? Trả lời nhanh, con gì mình dê, mình dê đầu ốc. Con gì đầu dê mình ốc? Con gì đầu dê mình ốc? Con gì cả nhà ơi? Nhanh lên. Trần Thị Diễm Hương ơi, có người trúng rồi em ơi, chị Hoa Gió trúng rồi nha. Câu hỏi khác. Đây mình qua câu hỏi khác rồi nào. Nhanh để mà mình được cái mình ốc. Con gì đầu dê mình ốc? Con gì đầu dê mình ốc? Trả lời nhanh. Nhanh lên nào. Sao anh kia đẹp trai dữ vậy? Bạn làm hồi bạn Tây bán ngồi về bạn ngủ không được bây giờ đó. Mới đây. Trời ơi, sao nhắn vậy? Chưa. Có chưa? Chưa. Sai. Không được rồi, mình phải suy nghĩ cái câu hỏi nào mà nó hóc búa chút xíu chứ, mấy câu này thấy trả lời nhanh quá. Không được đâu. Suy nghĩ liền lại lên. Trời ơi, rồi có người trúng rồi nè. Rồi, con dốc là đó đúng là rồi con nha. Dốc nha các bạn. Rồi, con dốc, con cóc là sai nha, con dốc nè, Linh nè. Trúng rồi nè. Con dốc. Linh trúng rồi nha em. Kiểm tra coi Linh đã
Đã share rồi chưa? Chị Kim rồi đó. Linh kiểm tra coi Linh Linh đã share bài chưa nha. Chúc mừng Linh Linh đã trúng cái tip ice có đầu massage, có đầu massage ở ngay đây. Mới xe chị ơi. Mới xe tức thì hả? Thôi vậy không tính được rồi nha Linh không tính được rồi nha. Sorry, bạn phải xe từ đầu. Sao biết à, coi cái giờ đúng không? Rồi em bỏ đi để chị coi. Nè, đâu coi để người tiếp theo. Đâu? Con dốc. Gì có con tao nữa kìa trời con ơi. Cái gì vậy bà tăng động? Bà tăng động rồi, bà tăng động quá. Cái gì có cái con tao nữa là sao? Đó, đầu dê mình ốc là con dốc nha cả nhà nha. Đầu dê mình ốc là con dốc. Đúng rồi, chính xác. Đâu rồi? Ai trúng? Ai trúng phía dưới của bạn Linh á thì mới tính. Nè. Rồi, trở lại rồi. Trời ơi. Dưới của Linh nè, mỹ phẩm. Con dốc là thư võ kìa. À thư võ, chúc mừng thư võ nha. Phía dưới của bạn rồi Kim, thư võ đã trúng cái tiếp ai, xin chúc mừng bạn. Kiểm tra coi bạn cái xe livestream lâu chưa. Thư võ đã trúng. Ok ha. Ok. Rồi chúc mừng thư võ nha. Và bên công ty sẽ liên lạc với bạn và sẽ gửi tặng bạn cái tiếp. Hả? Sẽ gửi tặng bạn cái tip ice này nha bạn nha. Cảm ơn bạn nhiều. Chị Kim rồi đó, chị Kim rồi, em lên coi đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói sơ sơ về sản phẩm một chút xíu. Thì cái tip ice thì cả nhà biết rồi, cái tip ice mắt này nè, cái serum chống nhăn chống thâm vùng mắt này rất là ok và hiện bây giờ đang được phản hồi của khách hàng rất là tốt. Là thứ nhất là nó có cái đầu massage, và khi cái đầu massage này á, nó massage trên này, tại vì nó mềm lắm, rất là mềm nha cả nhà. Khi mà nó đánh ở trên này nè, nó làm tan cái vùng thâm này đi, cải thiện cái vùng thâm này của mọi người, chống nhăn chống thâm vùng mắt nha. Nhớ nha cả nhà, đừng có để tới khi mà mình mất bò mình mới lo làm chuồng nha. Từ 16 tuổi là các bạn phải nên xài rồi, để khi mà mình sử dụng lâu dài đó, về lâu về dài cái da của mình vùng này nó sẽ luôn luôn căng đó. Hỏi chưa hết câu có người trả lời. What the fuck Phương ơi, bây giờ hả phải chịu thôi à, tại vì nhiều khi các bạn sợt mạng á, bây giờ Kim Anh sẽ hỏi không liên quan gì tới trên mạng luôn. Bây giờ mình kiếm cái câu hỏi nào. À câu này, câu tới câu tiếp theo nha, tới câu 6, câu tiếp theo. Câu này chắc chắn là các bạn sẽ không rồi, trả lời nhanh được nha. Bây giờ nè, cái câu nè, cái gì níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ? Cái gì nè, nó quá trời gần gũi với mọi người luôn á, mà có thể nói là nãy giờ Kim Anh cũng đâu rồi, thấy người ta trả lời đầu tiên. Ôi bạn ơi, bạn võ yên ơi, không phải là không lo nói mà không có lo nhìn đâu, mà là mạng nó lắc nhiều khi không có thấy bạn ơi. Nó hiển trên đây ai người đầu tiên thì mình nói cái đó nè bạn ơi, thông cảm nha. Ai là người trả lời đầu tiên thì người đó sẽ được chung. Thấy rồi Ngọc Nga, thấy Ngọc Nga rồi. Rồi trả lời mình nói, mình đọc lại cái câu hỏi nha, mình đọc lại câu hỏi nè. Cái gì níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ? Cái gì nè? Cái gì nó gần quá trời gần luôn nè. Lắm đó, chơi lắm kỳ đó, các bạn ơi. Chơi kỳ quá, trả lời trước và cũng chia sẻ nhiều mà không được. Không phải đâu Nga Huỳnh ơi. Chị Nga Huỳnh ơi, nhiều khi á, cái mạng nó lắc á, tụi em không có nhìn thấy ở bên đây nè, tại vì nhiều người comment quá đó, thì mình phải kéo xuống coi thì cái nào nó hiện lên trước. Tại nhiều khi chị đăng lên nhưng mà nó không có hiện lên. Đó, cho nên thông cảm nha chị, chứ không phải là mình không có chơi fair đâu. Cái này cái mình fair lắm, fair lay lắm. Ok, trả lời đi nào. Cái phần mềm điện thoại sao? Cái phần mềm điện thoại níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ là sao ạ? Rồi bây giờ chúng ta cứ trả lời đi để cái nụ cười sai luôn nha. Trần Thị Diễm Hương, nếp nhăn sai luôn. Ngọc Nga ơi, cái gì nè, cái gì? Nhan sắc cũng sai luôn nha. Đó. Cái gì? Đồ sắc đẹp cũng sai luôn. Níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ, trời ơi nó dễ vô cùng luôn mà hả, nó xuất hiện ở trong cái livestream này luôn đó cả nhà. Nó xuất hiện ở trong cái livestream này luôn đó mà cả nhà không để ý thôi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi nè, nhớ để ý coi ai trả lời đúng nè. Bây giờ trong thời gian nói, Kim Anh nói tiếp cái về cái phần mà cái chai body ngày của Kim Anh á,
là có thể mình sử dụng cho ban đêm để mình đi dự tiệc được luôn. Và mình make up lên cái da mình nó trắng, và đặc biệt đó là nó không bết dính nha. Nó rất là dịu nhẹ và nó cảm giác được nó khô ráo lắm, chứ nó không có bị bết bết dính dính. Có nhiều người có người chúng đôi mắt nếu kéo thành xương của người phụ nữ sai rồi. Nhung Nguyễn ơi, Chubby Trần, chính xác, chúc mừng Chubby Trần nha. Đúng không? Đúng Chubby Trần không? Đúng rồi. Chubby Trần là người trả lời đầu tiên, chính xác. Đó là Laura Sunshine. Laura Sunshine là sắc đẹp của tương lai và sẽ níu kéo tuổi thanh xuân của người phụ nữ nha. Chính xác rồi Chubby Trần ơi, đây. Nghiêm rồi, đây, nó có xuất hiện ở trong livestream của mình luôn. Mà tại vì mọi người không để ý thì mình có gợi ý rồi đúng không? Laura Sunshine xuất hiện trong livestream của mình. Đó, chúc mừng bạn Chubby Trần nha. Chính xác là Laura Sunshine. Rồi, cả nhà mình coi Chubby Trần đã share livestream chưa? Rồi, chính xác, chúc mừng. Chúc mừng bạn đã trúng tuyết serum ice chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Kim Vàng Phan ơi, không phải tuổi tác nha em, bỏ qua rồi. Nói chung là mình phải suy nghĩ một chút xíu. Bây giờ trả hỏi câu gì mà ở trên mạng có đó là các bạn hả trả lời nhanh quá, cho nên mình phải tìm cái gì đó nó khó khó một chút xíu. Ngọc Duyên, Nguyễn Duyên ơi, Thúy giỏi quá Thúy ơi. Người ta phải suy nghĩ, tại vì chị cũng đã gợi ý rồi đúng không? Gợi ý là trong cái livestream của mình là phải có mà. Rồi cả nhà ơi, những ai mà muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối nha, để mình có thể mình cầm trong tay tuyết serum eyes này trị giá 1.2 triệu và những cái sản phẩm khác, ví dụ như kem body ngày nè, kem body ngày make up và kem body đêm để dưỡng ẩm ban đêm nha cả nhà nha. Kem body đêm nè, mình dưỡng ẩm nè, và nó chiết xuất từ thảo dược, cho nên mọi người hết sức yên tâm là nó rất an toàn cho cái cơ thể của mình, giữ ẩm, độ ẩm rất cao. Đặc biệt hơn nữa là khi mà mình ở trong máy lạnh á, da mình khô lắm đó. Và phê ngày phê đêm của Kim Anh đang bị cháy hàng nha cả nhà, cho nên là chắc có lẽ là Kim Anh cũng không nói nhiều về cái phê ngày phê đêm nữa. Hiện bây giờ hàng của Kim Anh cháy, như là cái phê đêm á thì là nó là một cái dạng mặt nạ ngủ đó cả nhà. Khi mà mình xức lên xong cái là sáng ngày hôm sau mình cảm giác có cái cảm giác nó rất là mịn và nó mát. Còn phê ngày là có chất chống nắng, chống nắng và make up nhẹ trên cái da của mình nha. Rồi, chúc mừng Chubby Trần trúng rồi, tham gia được nữa không? Được chứ, được chứ em. Rồi ok, có bạn có câu hỏi nào mới không? Bây giờ chuẩn bị nha, chuẩn bị thêm một câu hỏi nữa nè. Cả nhà share livestream nhanh nhanh nào, share nhiều nhiều đi nào. Laura Sunshine trúng nhanh trúng gần quá. Xong rồi, có người trúng rồi bạn ơi. Rồi câu hỏi tiếp theo là sẽ là câu, các bạn nghe kỹ nha. Cái gì nằm giữa chị Nhật Kim Anh và Laura Sunshine? Đúng rồi, cái gì nằm giữa Nhật Kim Anh và Laura Sunshine? Cái gì nè? Cái gì các bạn? Bây giờ tôi không có đố những cái câu đố mà trên mạng có nữa đâu nha. Bởi lẽ lên chúng ta sẽ trả lời câu hỏi để chúng ta nhận được một tip ai trị giá là 1.2 triệu nha cả nhà, chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Cả nhà những ai muốn liên hệ để mình làm nhà phân phối hoặc là làm đại lý thì vui lòng gọi 028 3537 9999. Em ơi, ghim cái số điện thoại để mọi người đăng ký làm nhà phân phối giùm chị nha. Rồi bây giờ trong thời gian mình đợi nè, nhà sản xuất sai rồi, nhà sản phẩm sai rồi. Ở giữa nha, ở giữa Nhật Kim Anh và Laura Sunshine đó, nhớ nha. Cái tâm sai rồi, cái đam mê sai luôn. Yến Chào Vũ Long sai luôn. Bây giờ Kim Anh nói sơ về cái Laura Sunshine trị mụn nha cả nhà. Cái chai trị mụn này của Nhật Kim Anh cực kỳ thần thánh luôn. Bởi vì sao? Bởi vì những ai mà đã có mụn rồi đó, trồi lên á là mình bôi cỡ chừng 2 ngày đến 3 ngày thôi là cái mụn mình nó đã sưng tấy lên rồi, nó sẽ xẹp xuống nha và nó sẽ mất cái cùi luôn. Còn những ai mà bị mụn ẩn á thì khi xức lên á, cả nhà sẽ cảm giác là nó sẽ bị ngứa nè, xong rồi bị sưng tấy tấy và bị mẩn lên. Rồi có người chúng mẩn lên. Để nói hết đã, mẩn lên á thì các bạn đừng có lo sợ đó là bị dị ứng nha, không phải bị dị ứng đâu mà là nó sẽ kích, tại nó có chất tràm trà và nó sẽ kích cho cái mụn của mình ở bên trong á, nó sẽ trồi ra ngoài. Và như vậy thì các bạn sẽ mất luôn mụn ẩn. Vì vậy cho nên là cả nhà đừng có lo lắng nha. Đó, chai mụn Laura
Cả nhà ai muốn mua hàng thì vui lòng gọi liên hệ đến các nhà phân phối. Còn bây giờ thì câu trả lời chính xác đó là chữ và. Nó quá đơn giản đúng không? Nhật Kim Anh và Laura Sunshine nằm giữa chữ Nhật Kim Anh và Laura Sunshine thì nó là chữ và. Đúng rồi. Ai vậy? Ai trả lời vậy? Ai trả lời? Đây. Đâu? Trên hồ Vinh nó có ai không? Hả? Lê Văn Phượng. Lê Minh Phượng hả? Đây, Hà Phương chứ. Trên Hà Phương. Trên nữa còn ai không? Trên nữa. Đâu? Không. Hồi nãy nhớ thấy đầu tiên, người đầu tiên. Đầu tiên là bạn đó đó, bạn Phương á. Chứ không phải Phượng đâu. Đây nè, Hà Phương nè. Cái chữ và. Đúng rồi, chính xác. Hà Phương đúng rồi. Chúc mừng Diêm. Nè, chúc mừng Hà Phương nha. Rồi, cái chữ và chính xác giữa Nhật Kim Anh và Laura Sunshine thì ở giữa hai chữ đó thì là cái chữ và đó cả nhà. Rồi, chúc mừng bạn đã trúng tip ice của Laura Sunshine. Tip ice này trị giá 1.2 triệu nha cả nhà nha. Chống nhăn, chống thâm vùng mắt. Cả nhà ai muốn mua hàng thì liên hệ với các nhà phân phối hoặc liên hệ làm nhà phân phối cho Nhật Kim Anh hoặc là làm đại lý cho Nhật Kim Anh thì vui lòng gọi điện thoại 028 35 37 9999, tứ quý chín nha cả nhà nha. Em trả lời nãy giờ mà Hồ Vi ơi, mạng lắc lắm em à, mạng lắc cho nên là chúng ta không có thể nào mà giờ chị chỉ có thể coi được những người nào mà người nó hiện lên đầu tiên thôi nha em nha. Chỉ có những người đầu tiên thôi nha. Có người trúng rồi, phạm Mẫn Mai Quỳnh ơi, có người trúng rồi nha. Phải chấp nhận thôi hà. Rồi, chúng ta còn mấy câu hỏi nữa nha. Còn 3 câu hỏi nữa. Ừ. Rồi cả nhà mình vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối để mua hàng nhé. Hoặc là gọi tới số điện thoại 028 35 37 9999 để mình đăng ký làm nhà phân phối đại lý ở các vùng miền. Hiện bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh thì Kim Anh còn có 3 quận nữa thôi, còn bao nhiêu là hầu như là đã có nhà phân phối hết rồi nha. Rồi cả nhà mình ơi, rồi có câu trả lời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là câu số mấy? Câu số 8. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Là cái gì? Cả nhà trả lời nhanh nha, bỏ ghìm Hà Phương, chúc mừng Hà Phương rồi nha. À, bây giờ Kim Anh nói về cái Oliver là một tẩy tế bào chết. Cả nhà cứ trả lời đi, chút xíu em sẽ đọc nha. Câu hỏi dễ quá chị ơi. Quá bắt cô kia ơi, em không để số điện thoại cho nên chị em không có được gọi là ấy nha. Bắp ngộ những ai không để số điện thoại. Rồi đây, Sam Kevin Thuận là bạn trúng rồi nha. Rồi em ơi, chị ghim rồi đó. Em kiểm tra coi bạn có xây bài chưa. Chúc mừng bạn Sam Kevin nha. Rồi, bây giờ Kim Anh nói sơ về cái Laura Sunshine tẩy tế bào chết. Đây là tẩy tế bào chết Oliver và nó được chiết xuất từ bùn khoáng thiên nhiên và nó dạng gel nha cả nhà, để nó có thể lôi được hết tất cả những mỹ phẩm nè, khi mà các bạn tẩy trang nó không sạch nè, hoặc là những cái tế bào chết của mình đó, nó sẽ tẩy được cho mình. Và khi mà tẩy được cho mình rồi đó thì cả nhà sẽ cảm thấy là nó mịn, nó mát vô cùng, tại vì nó là một cái dạng bùn khoáng nha cả nhà. Đó, Oliver tẩy tế bào chết chiết xuất từ bùn khoáng, đương nhiên là bắp. Nhưng mà quan trọng là người nào trả lời đầu tiên. Chúc mừng Sam Kevin Thuật đó, chúc mừng bạn nha, bạn đã trúng cái tip Laura Sunshine Eye. Ui da chút xíu nữa. Rồi, trúng tip Laura Sunshine Eye trị giá 1.2 triệu nha cả nhà. Bạn đó đúng không? Còn hai câu hỏi. Chúng ta còn hai phần quà nữa. Nha cả nhà nha, chúng ta còn hai phần quà nữa. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao chút xíu đi, tâm sự chút xíu nè. Có ai muốn hỏi gì Kim Anh không? Kim Anh sẽ trả lời luôn. Quả bắp trúng rồi bạn ơi, nhưng mà có người trúng rồi nha. Bắp ngô trúng rồi bạn ơi. Bây giờ cả nhà mình có ai hỏi gì Kim Anh không?
Và Kim Anh cũng nói luôn là các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, và các nhà phân phối thì Kim Anh sẽ có ghim ở trên này. À, bạn ơi ghim số điện thoại của các nhà phân phối đi. Còn những ai mà muốn muốn làm nhà phân phối với Nhật Kim Anh, hoặc là muốn mình đăng ký làm đại lý ở các tỉnh thành, ở các nơi, thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại 028 35 37 99 99. Đó, mọi người cứ liên hệ số điện thoại nha. Em ghi cái số điện thoại của công ty thôi, để cho em ơi, em ghi cái số điện thoại của công ty để các bạn họ liên hệ, tại vì chị đọc comment số điện thoại không thôi, đừng có đăng một loạt. Còn đăng một loạt là đăng một loạt ghim cái số điện thoại của các nhà phân phối để họ mua hàng cho dễ. Đó, số điện thoại của công ty là 028 35 37 99 99, tứ quý chính nha cả nhà. Gọi để liên hệ mình đăng ký làm nhà phân phối liền nha. Tại vì sắp tới đây Kim Anh cũng thông báo luôn là khoảng tháng 6 hoặc tháng 8 chúng ta sẽ có một cái sự kiện bùng nổ, sẽ bắt tiếng nha cả nhà nha. Chúng ta sẽ ra ngoài miền Bắc. Có câu hỏi về chị thì khi nào mới có phim mới? Bên mình có kem dưỡng da ban đêm chống lão hóa không? Không bắt nắng không ạ? Phương Nguyễn ơi, ban đêm dưỡng ẩm ban đêm thì bên chị có, nhưng mà đã dưỡng ẩm ban đêm thì chắc chắn là bên chị không dùng những cái hóa mỹ phẩm, cho nên là sẽ không bắt nắng cho em đâu nha Phương Nguyễn. Nhưng mà dĩ nhiên không thể nào mà có mỹ phẩm nào nó có thể chống lại được tia ánh nắng mặt trời. Nó chỉ có chống lại được cái hơi nóng, tức là chống nắng, chứ không phải là mình sức chống nắng lên rồi mình có thể mình ra ngoài tia ánh mặt trời cho nó chiếu vào. Khi mà tia ánh mặt trời vào cơ thể mình, kể cả con người mình nó còn héo, chứ đừng nói cái da của mình. Cho nên á, nhỏ xuống giùm chị chút xíu, cho nên là cái kem body dưỡng ẩm ban đêm của chị á, nếu em ở xứ lạnh á, nếu bạn ở xứ lạnh đó, nó sẽ rất là ok, bởi nó dưỡng ẩm cho các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là trong hóa mỹ phẩm chị không có bỏ hóa chất, vì vậy nó sẽ không bắt nắng nha bạn nha. Nhưng mà dĩ nhiên khi đi ra ngoài đường bạn cũng nên sức chống nắng nha. Nên sức chống nắng, phòng bệnh hơn là trị bệnh nha các bạn. Đúng rồi Nguyễn Thị Hoa ơi, mạng nó hơi yếu chút xíu đó mà. Giờ chị Kim Anh tập trung chủ yếu vào việc kinh doanh nhiều hơn ca hát. Đúng rồi Suối Huệ ơi, chị vẫn đi hát và vẫn đóng phim, nhưng mà có lẽ là phải hạn chế lại bớt. Tại vì hiện bây giờ chị đang vận hành phút 2 công ty, đó là công ty Yến Xào Vũ Long và công ty Laura Sunshine, mỹ phẩm Laura Sunshine, mỹ phẩm cao cấp. Cho nên là cũng bận rộn quá, cũng không có thời gian. Nhưng mà sắp tới đây sẽ có phim mới của chị nha. Phim mới sẽ chiếu trên đài truyền hình Vĩnh Long nha cả nhà. Em ơi, lại mở nhỏ cái nhạc lại giùm chị xíu đi. Sắp tới, à hiện bây giờ thì chị đang tham gia bộ phim Dông Bão nha cả nhà. Các Vi Nguyễn ơi, chị đang Kim Anh đang tham gia bộ phim Dông Bão, phim cổ trang. Một dạng phim giống như phim Lời Sám Hối đó. Cả nhà mình sẽ sắp sửa được coi phim cổ trang của Kim Anh nữa nha. Rồi anh Ti kìa, anh Ti trả lời không? Trần Hảo Nam. Xin chào Trần Hảo Nam. Sao bạn livestream mà bạn ít nói quá, hay là tôi nói hết phần của bạn thì bạn nói đi. Tôi nhường cho bạn nói đó. Bây giờ em nói chuyện với lại các bạn đi. Thì hôm nay là lần đầu tiên cũng livestream trên cái fanpage của chị Nhật Kim Anh. Thì đa số thì có các bạn là fan của chị Nhật Kim Anh, nhưng mà cho mình chào với nha, nãy giờ mới được chào á. Nãy giờ chị Kim Anh nói nhiều quá phải không? Chị nói quá nhiều luôn, nói anh đến nỗi mà Ti nói không được luôn. Không có chỗ hở để nói. Thôi chúng ta giải lao vậy được rồi, bây giờ chúng ta trở lại trò chơi nha. Bây giờ Kim Anh nhắc lại nè, cả nhà mình ai muốn mua hàng, mua những cái mỹ phẩm của Nhật Kim Anh, tại vì cả nhà nên nhớ giúp giùm Kim Anh một điều là hàng của Nhật Kim Anh không phải là hàng bình dân, mà bắt đầu từ trung cấp trở lên. Hàng của Kim Anh là trung cấp, cao cấp và là chuẩn bị bước qua đẳng cấp. Đó, cho nên là mình phải phân biệt rõ ràng nha, chứ không phải là hàng bình dân hay là hàng gì để mà mình có cái giá là mấy chục ngàn hay là 100-200 ngàn, không có nha. Hàng của bên Nhật Kim Anh, mỹ phẩm của bên Nhật Kim Anh là dạng trung cấp, vì vậy cho nên là giá có là bắt đầu từ 450 ngàn. Ví dụ như cái chai chống nắng này là có giá là 450 ngàn. Đó, thì cả nhà cũng biết rồi, tiền nào của nấy thôi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta trở lại trò chơi nha. Và Kim Anh nhắc lại một lần nữa là cả nhà mình ai muốn liên hệ để làm nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine, làm nhà phân phối hợp tác với Nhật Kim Anh, hoặc là muốn làm đại lý CTV, thì cả nhà mình vui lòng liên hệ đến số điện thoại của công ty nha. 028 35 37 99 99, 4 số 9 nha cả nhà.
Còn cả nhà mình mua hàng thì liên hệ với các nhà phân phối giùm Kim Anh nha. Hiện bây giờ nhà phân phối của giùm Kim Anh hiện bây giờ thì đã hơn 20 nhà phân phối độc quyền ở các nơi, và đặc biệt đó là có rất là nhiều đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, CTV rất là nhiều luôn. Hơn 30 nhà phân phối rồi nha cả nhà. Và dĩ nhiên ở dưới của các nhà phân phối độc quyền sẽ có những đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 và các CTV. Vì vậy cho nên là cả nhà đừng có lo lắng là sợ hàng nhái, hàng giả nha. Cả nhà cứ liên hệ tới các đại lý CTV và ở trên mỗi sản phẩm của Nhật Kim Anh, ở trên mỗi sản phẩm của Nhật Kim Anh đều có tem của Bộ Công an được dán ở đây. Thời gian đầu Kim Anh có dán tem nhưng mà dán ở bên ngoài, thì sau này khi mà mình sản xuất lại đó thì Kim Anh có dán tem ở trực tiếp trên cái hũ hộp của mình, cái chai lọ của mình, cho nên cả nhà cứ nhìn thấy cái tem này thì là chính xác là hàng của Nhật Kim Anh nha, chứ không đừng có lo là hello nhà phân phối Kim Tính nè, chị Hiếu Phạm nè, rất là nhiều nhà phân phối trong này nha cả nhà cứ liên hệ nha. Tiến Đỗ ơi có kem trị nám không? Tiến Đỗ ơi, kem trị nám Kim Anh nói thật nha, chân thành mà nói luôn, thì trị nám kể cả bạn đi bắn, khi mà bạn đã bị nám rồi á thì có bắn tia laser thì cũng không hết nha. Nếu như hết thì nó chỉ hết tạm thời và sau đó nó sẽ nám lại, và khi nám lại nó sẽ nám to hơn, bự hơn nữa và nó đen hơn nữa nha. Còn kem trị nám á, nếu như mà người nào mà cam kết là có kem trị nám mà đặc biệt là nám, thì Kim Anh nói thiệt là nó phải có hóa chất để nó bào mòn cái phần nám nó đi của bạn, và khi bào mòn cộng thêm đó là nó tổn hại đến cái chất collagen hình thành trên da của bạn. Ở đây kem của Nhật Kim Anh không thể trị nám, chỉ có thể cải thiện nám cho bạn thôi nha. Nếu như bạn sử dụng lâu dài đó, Kim Anh khuyên chân thành là nếu như bạn sử dụng thì phải sử dụng những cái hàng nào nó thật sự chất lượng. Là Kim Anh nói thiệt luôn, không phải là mình muốn bán đâu, bạn muốn mua thì Kim Anh bán, nhưng Kim Anh ở đây Kim Anh nói cho các bạn hiểu là đã nám rồi thì tùy theo cái mức độ nặng nhẹ đó, tùy theo mức độ nặng nhẹ. Và khi đã nám rồi đó thì cái kem của Laura Sunshine là hũ kem ngày và kem đêm chỉ có thể cải thiện nám cho bạn thôi. Cải thiện tức là nó từ từ nó mờ, chứ không thể nào mà hết được nha. Đã nám thì có bắn tia laser cũng không hết nha cả nhà nhá. Bắn tia laser là nó mất đi cái biểu bì da ở đó và nó trắng tạm thời thôi. Và sau đó các bạn ở khu thời tiết như Việt Nam nắng nóng thì chắc chắn nó sẽ bị nám lại, và khi nám lại thì nó sẽ còn kinh khủng khiếp hơn nha. Và đừng dại dột khi mà mình mua những cái kem nào mà cam kết trị nám, tại vì sao? Khi mà trị nám á, tức là nó sẽ có hóa chất nó tẩy cho trắng ra tạm thời, nhìn thấy là đẹp liền, mê liền, nhưng mà về lâu về dài á, nó sẽ hình thành nám trở lại, và khi nám trở lại nó sẽ sạm hơn, to hơn và đen hơn, như vậy thì mình lúc đó mình khó trị hơn nha. Còn kem của bên Nhật Kim Anh thì nó chỉ cải thiện thôi. Trương Quân ơi, hiện tại thì ở Bình Dương có nhà phân phối ở dưới nha bạn nhá. Đâu, ai đây bạn ấy mới hỏi đây nè. Trương Quân ở Bình Dương đang có nhà phân phối độc quyền rồi nha. Bạn Trương Quân, chị Kim Tính là nhà phân phối độc quyền Bình Dương rồi, có rồi nha bạn. Bạn muốn thì bạn cứ liên hệ với lại chị ấy. Chào Gấu Rai. Thôi bây giờ nè, chúng ta nói nhiều quá, bây giờ chúng ta chơi trò chơi đi nào cả nhà. Xe livestream của Nhật Kim Anh đi nè, để mình có thể mình trúng thưởng cái tip Ice Laura Sunshine này, chống nhăn và chống thâm vùng mắt, trị giá của nó là 1,2 triệu nha cả nhà. Nhớ là sau khi trả lời câu hỏi của Kim Anh á, là nhớ là phải share livestream và ghi cái câu trả lời và sau đó là cái số điện thoại của các bạn nha, để công ty, nhân viên công ty của Nhật Kim Anh á sẽ liên hệ với các bạn để gửi cái tip ai trị giá 1,2 triệu này về cho các bạn nha. Rồi câu hỏi tiếp theo nha các bạn nha. Loại nước giải khát nào chứa nhiều sắt và canxi nhất? Loại nước giải khát nào ạ? Chứa nhiều sắt và canxi nhất. Các bạn nghe rõ không? Cả nhà mình có nghe rõ. Rồi cả nhà mình trả lời đi nè. Khánh Hòa, Nha Trang đã có nhà phân phối chưa em ơi? Khánh Hòa chưa có nhà phân phối nha. Vui lòng liên hệ 028 3537 9999 để mình đăng ký làm nhà phân phối liền nha. Có người trả lời đúng rồi nè, Chào Thanh Trường Phú nha. Coca-Cola sai rồi Tăng Đồng ơi, trời ơi, và trả lời mấy chục câu rồi mà không có trúng câu nào hết trơn. Cà phê, chính xác. Rồi, xin chúc mừng Túc Ti nha. Túc Ti đã trúng cà phê. Rồi, mình ghim bài Túc Ti. Chúc mừng Túc Ti cà phê.
là cà bởi vì chữ bởi cà gì? Phê nó có chữ C A F E, thì chữ K chữ C A là chữ canxi, còn chữ F E là chữ sắt. Nhớ các bạn. Có xe rồi, ok, rồi, chúc mừng bạn. Lý do tại sao mà gọi là cà phê lại có chứa sắt và canxi, bởi vì sao? Cà phê, ghi tắt của chữ cà phê á là chữ CA, là chữ cà đó, là CA là canxi nha. Còn phê á, phê nè, phê là sắt nha cả nhà nha. Đó, có nhiều câu hỏi nó cũng hơi lái lái nhưng mà cả nhà trả lời vậy là quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Fast forward luôn. Trời ơi, trả lời trước mà. Phương Thúy Đỗ ơi, em xin rất là xin lỗi là trên mạng á, nhiều khi lắc á, chị trả lời trước nhưng mà nó hiện lên á, thì hiện bạn Túc Ti trước nha, chị hiện ở trên đây trước. Vì vậy cho nên là Kim Anh chỉ lấy những người nào mà hiện bên Kim Anh trước đó. Xin chúc mừng bạn đã trúng một tip eye serum chống nhăn, chống thâm vùng mắt trị giá 1.200.000 nha cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ giải lao tiếp để mà chúng ta có thể tám với nhau chút xíu nè, để mà còn một phần thưởng duy nhất nữa thôi, còn có một tip ai trị giá 1.200.000 này nữa thôi nha cả nhà. Cả nhà mình ơi, mau mau nào, một câu hỏi nữa, câu hỏi cuối này là một câu hỏi rất là hóc búa luôn. Rồi em thần tượng chị với anh Ti, ráng trúng câu cuối. Trời ơi, mà tân đồng bây giờ lại Phật chưa trúng câu cuối cùng. Còn có một câu cuối cùng thôi nha cả nhà nha, trị giá 1.200.000 nha. Ai muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối. Còn ai mà muốn đăng ký làm nhà phân phối của Nhật Kim Anh, của công ty Laura, mỹ phẩm Laura Sunshine, và làm đại lý cho Nhật Kim Anh, cho bên công ty Laura Sunshine, thì vui lòng liên hệ 0283537999 nha. 49 nha các bạn, nhớ là 49 đó nha. Để mà mình đăng ký liền, tại vì sắp tới đây khoảng tháng 6 và tháng 8 công ty sẽ có một sẽ bùng nổ một sự kiện rất là lớn và sẽ thông báo với các cả nhà mình sau nha. Hai vợ chồng người nào cũng dễ thương. Ủa sao kỳ vậy? Chồng em không có ở đây, chị Ngọc Nguyễn ơi. Đây là bạn Titi, em của mình, và cũng là một trong những cổ đông, có cổ đông trong công ty Laurent Sai nha chị. Lộn rồi. Rồi, chưa khi nào trúng hết Hoàng Oanh. Ráng lên, mai mốt chị sẽ cho. Mai mốt cả nhà mình ơi, mai mốt Kim Anh sẽ đố vui trúng vàng luôn nha. Chứ không phải là trúng mỹ phẩm nữa đâu, trúng vàng luôn. Rồi, trúng vàng luôn. Trúng vàng luôn đó nha cả nhà. Thấy chưa? Đó, chúng ta xuyên theo dõi trang fanpage của Nhật Kim Anh, trang cá nhân của Nhật Kim Anh nè, để hôm nào Kim Anh thông báo một cái là chúng ta sẽ chơi trò chơi giải câu đố và chúng ta sẽ trúng vàng luôn nha cả nhà. Nha, quá đã. Rồi, ok. Bây giờ Kim Anh cũng nói luôn với cả nhà mình đó là bên công ty Kim Anh đó là tổng cộng có 9 dòng sản phẩm. Và hiện bây giờ chúng ta đang gần cháy hàng, đó là cái tiếp sữa rửa mặt chiết xuất từ linh chi. Cả nhà mình cũng biết linh chi là một cái loại nấm cực quý. Và khi mà Kim Anh làm để mà chiết xuất từ thiên nhiên mà, thì chiết xuất linh chi là một trong những hiện bây giờ Kim Anh cũng vậy, bản thân Kim Anh thương cái này lắm luôn á. Tại vì hầu như mình rửa mặt thường xuyên, sáng rửa mặt, tối rửa mặt, thậm chí mình đi ngoài đường về mình cũng phải rửa mặt. Và nó làm cho cái da mình nó trắng hồng tự nhiên nha. Và nó ngăn ngừa mụn nám cho mình, ngăn ngừa mụn nám nha, ngăn ngừa nha cả nhà, ngăn ngừa mụn cám nè, mụn nám cho mình luôn. Đó là cái tiếp sữa rửa mặt này, là tiếp sữa rửa mặt wow, clear the wow nha cả nhà. Đó, và cả nhà ơi, mình đừng có ham cái sữa rửa mặt nào mà có nhiều bọt, tại vì khi mà cái sữa rửa mặt nào mà nó nhiều bọt á là nó phải có chất tẩy. Và khi có chất tẩy thì cái da của mình á nó sẽ bị bào mòn, là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cho khô da, mà khi khô da thì cả nhà có cảm nhận không, khi khô da thì cái da mình sẽ bị nhăn lại. Như vậy á sẽ tạo cho một cái thói quen, đó là cái da của mình sẽ dễ nhăn, dễ sệ nha cả nhà nha. Cho nên cái tip Laura Sunshine Wow Cleanser Wow này nè, tip sữa rửa mặt này là vừa đủ cái độ bọt để mà mình rửa mặt. Sau khi mình tát nước lên, mình xức một ít sữa rửa mặt lên, rồi mình thêm một chút nước nữa là nó sẽ ra bọt vừa phải thôi. Và khi mà rửa vậy á sẽ giữ ẩm cho mình rất cao nha. Nhiều khi mình quên á, mình chỉ đi rửa mặt thôi, mình rửa mặt xong, nhưng nhớ dùm Kim Anh là phải sử dụng đúng cách. Là sao? Khi các bạn đi ngoài đường về, các bạn chịu khó tẩy trang dùm Kim Anh. Tẩy trang xong, nếu như mà ai có điều kiện thì mình tẩy tế bào chết.
còn không có điều kiện thì mình rảnh thì mình tẩy tế bào chết thường xuyên để mà mình lôi những cái phần mà mỹ phẩm mình tẩy trang không hết á, thì sau đó mình rửa sạch mặt lại với lại sữa rửa mặt ha. Đó, khi mà mình rửa sạch mặt rồi đó thì nhiều khi mình quên không có sức kem kem chống kem dưỡng ban đêm á, tại vì cái mặt nạ ngủ ban đêm tức là cái dưỡng dưỡng da ban đêm của Nhật Kim Anh nè, thì ví dụ như nhà cả nhà mình rửa mặt xong mà cả nhà mình quên đi, mình không có sức kem đêm lên thì nó thì cái sữa rửa mặt của Kim Anh nó vẫn giữ cho mình cái độ ẩm rất là cao nha cả nhà nhé. Mua một bộ phẩm giá ba sao vậy chị? Dai Vivan ơi, một bộ sản phẩm của Nhật Kim Anh nguyên một bộ luôn, chín sản phẩm, gồm chín sản phẩm bao gồm nè mắt nè, Oliver nè, Oliver tẩy tế bào chết nè, rồi kem body ban đêm nè, kem body ban ngày nè, đó, phay ngày nè, phay đêm nè, đó, phay ngày nè, trị mụn nè, chống nắng nè, đó, tổng hết nguyên một bộ luôn là có giá là 6.650.000 phải không? Đúng rồi, 6.650.000 nha cả nhà nha, vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối giùm Kim Anh. Rồi còn ai, những ai mà muốn liên hệ để làm nhà phân phối thì vui lòng gọi 028 3537 9999, 4 số 9 nha. Để mà mình được tư vấn để tham gia liền, đăng ký làm nhà phân phối liền, để mà mình dự cái sự kiện bùng nổ vào tháng 6 hoặc tháng 8 nha cả nhà nha. Công ty sẽ thông báo sớm cho cả nhà mình. Rồi còn một